Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 6. Tề Đẳng Nhàn bị Ôn Hương Nguyễn Ngọc ôm vào lòng, trong lúc nhất thời hoang mang không biết làm sao. Kiếp này, hắn hầu như chưa từng tiếp xúc thân mật với phụ nữ như vậy. Anh Tề, nếu tỉnh thật sự quyết định khai phá thung lũng giết người làm đặc khu thương mại, vậy thì giá trị khu đất kia ít nhất cũng phải gần ngàn vạn rồi. Trong tay anh, hiện tại đang có bao nhiêu đất thế? Lý Vân Uyển ôm chặt cổ Tề Đẳng Nhàn, không e dè mà trực tiếp ngồi lên đùi hắn, vui vẻ hỏi. Tề Đẳng Nhàn cố gắng bình tĩnh, suy nghĩ một hồi mới chậm rãi nói mảnh đất này là tập đoàn Trương Thị dùng để thế chấp vào hợp đồng mua cổ phần. Tôi giải rác thu được khoảng 3.000 vạn, đổi thành đất ước chừng có khoảng 200 mẫu. 3.000 vạn thu được 200 mẫu đất, Lý Vân Uyển khiếp sợ đến suýt nữa thì ngất xỉu. Đúng vậy, đất bên kia lúc trước được quy hoạch để làm nông nghiệp, cho nên chính sách có ưu đãi. Nhưng dù sao cũng là đất cằn sỏi đá, bất động sản Trương Thị mua về chẳng qua cũng chỉ là đối phó chính phủ và chính sách, vừa đến tay thì trực tiếp để đó không dùng. Chờ đến khi bọn họ sắp không được, lại lấy toàn bộ mảnh đất ở thung lũng giết người này ra, dùng làm tài sản thế chấp lúc ký hợp đồng mua cổ phần. Chỉ riêng Kiều gia đã bỏ ra gần 6.000 vạn, tôi không có nhiều tiền nên chỉ mua được 3.000 vạn. 200 mẫu còn lại hẳn là đều ở trong tay Thu Mộng. Lý Vân Uyển nghe vậy không khỏi oán giận, biết thế lúc trước tôi cũng mua cổ phần của bất động sản Trương Thị, đến bây giờ cũng có đất trong tay. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, nói lúc ấy tỉnh còn chưa có kết luận, hơn nữa, nếu cô không biết tin tức này, đợi đến khi bất động sản Trương Thị phá sản, cô còn không phải càng đau lòng sao? Lý Vân Uyển cũng cảm thấy đây là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Lúc trước nếu thật sự lấy tiền mua cổ phần bất động sản Trương Thị, đoán chừng mình ở trong công ty cũng không trụ được nữa, sẽ bị đồng nghiệp cười nhạo chết. Ai có thể ngờ bất động sản Trương Thị phá sản, ông chủ quấn tiền chạy trốn để lại mảnh đất hoang này, sẽ biến thành bảo địa dưới một quyết định của tỉnh chứ? Lý Vân Uyển thính sơ qua một chút, nếu dựa theo trình độ kinh tế của Trung Hải và chính sách của tỉnh mà nói, như vậy thì đất ở thung lũng giết người, phỏng chừng ít nhất cũng phải có giá khoảng 500 đến 800 vạn một mẫu. Một ít vị trí tốt hơn, lên đến 1.000 vạn một mẫu cũng là có thể xảy ra. Như vậy, chỉ tính mấy lô đất trong tay Tề Đẳng Nhàn ít nhất cũng đã có giá cả tỷ rồi. Đây thật đúng là tiền từ trên trời rơi xuống mà, người muốn phát tài, ai cũng ngăn không được. Lý Vân Uyển không khỏi trợn trắng mắt, hồn nhiên quên mất mình còng đang ngồi trong lòng Tề Đẳng Nhàn, đôi tay ôm cổ hắn. Nghĩ kỹ, cô ta quay đầu nhìn Tề Đẳng Nhàn, hai mắt cơ hồ muốn phóng điện, nói anh Tề, vậy anh chuẩn bị cho tập đoàn Mộc Tử của chúng tôi bao nhiêu mẫu đất? Đương nhiên không thể miễn phí tặng cho các cô, đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn để hù dọa tập đoàn Hổ Môn mà thôi. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, hắn đâu phải thằng ngốc. Tuy không quá để ý tiền bạc nhưng cũng không đến mức tùy tiện cầm tiền ném ra ngoài. Ôi chao, anh Tề, anh tặng người ta 10 đến 20 mẫu đi mà. Lý Vân Uyển làm nũng nói, thân hình thướt tha ở trong lòng hắn lắc qua lắc lại. Thật sự không được thì chúng ta ghi giấy nợ trước. Anh trao quyền cho tập đoàn Mộc Tử chúng tôi, đến lúc đó để cho chúng tôi tiến hành khai thác. Khai phá kiếm được tiền thì anh sẽ được chia hoa hồng, hơn nữa, tiền đất. Chờ đến khi chúng ta đủ tài chính rồi thì cũng sẽ trả lại anh mà. Tề Đẳng Nhàn trầm ngâm một lát, 1 tỷ đất đai, tập đoàn Hướng Thị chướng mắt, hơn nữa trong giới bất động sản này, tập đoàn Hướng Thị sở hữu mảnh đất Tân Thế Kỷ cũng là đủ rồi. Bên phía tập đoàn Kiều Thị, còn có 200 mẫu trong tay Kiều Thu Mộng, hoàn toàn đủ dùng. Nếu lại nhiều hơn nữa thì chắc chắn sẽ rước lấy người khác mơ ước, ngược lại là một tai họa. Vậy được rồi. Lúc trước dù sao cũng có một phần nguyên nhân do tôi mới khiến cô bỏ lỡ cơ hội mua đất của bất động sản Trương Thị. 200 mẫu này, đến lúc đó sẽ giao cho các cô khai phá. Nhưng mà, một đồng tiền của tôi cũng không thể thiếu. Lý Vân Uyển nghe xong lời này, vui vẻ cực kỳ, trực tiếp ôm đầu Tề Đẳng Nhàn hôn một cái, nói cảm ơn anh Tề, thật vui khi có bạn tốt như anh. Này, đừng bôi nước bọt lên mặt tôi được không? Tề Đẳng Nhàn không khỏi than phiền. Đưa tay lau nước bọt trên mặt. Lý Vân Uyển vốn đang rất vui lại bị câu này của hắn chọc giận, cô ta hừ lạnh một tiếng, lại tiến đến gần mặt của Tề Đẳng Nhàn rồi lại hôn thêm mấy cái nữa. Tề Đẳng Nhàn lại lau, Lý Vân Uyển lại hơn. Hai người cứ thể, kẻ hôn người lau. Hôn 7-8 cái, lau 7-8 lần. Đến khi Lý Vân Uyển nhìn thấy hài hước và bỡn cợt trong ánh mắt của Tề Đẳng Nhàn thì lúc này mới lấy lại tinh thần,
Cô ta như mộng mới tỉnh, trực tiếp lùi xa hắn, tức giận nói anh cố ý. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, nói tôi có nói gì đâu. Hơn nữa tôi là thật sự ghét bỏ, trong nước bọt của người ít nhất có hơn 600 loại vi khuẩn, tính này giờ thì số lượng có thể từ vài trăm triệu lên đến vài tỷ. Anh được lắm, tuy Lý Vân Uyển biết là hắn cố ý nhưng vẫn nhịn không được mà tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói phỏng chừng qua 2-3 ngày nữa chính sách mới được công bố, đến lúc đó các cô công bố lá bài tẩy trong tay, cũng không cần lo tập đoàn Hổ Môn lại gây sự. Tuy rằng anh làm người chán ghét nhưng tóm lại, cảm ơn anh. Lý Vân Uyển nhìn Tề Đẳng Nhàn, cảm thấy càng thêm thuận mắt. Lúc trước cô ta vô cùng xem thường cảnh ngục nhỏ này, thậm chí cảm thấy không thể tiếp nhận sự thật Kiều Thu Mộng đột nhiên có một người chồng như thế này, tìm mọi cách muốn giúp Kiều Thu Mộng đuổi hắn đi. Nhưng hiện tại, cô ta muốn nhân lúc Kiều Thu Mộng còn chưa biết gì thì cướp đi hắn. Cô ta lại ngồi xuống bên cạnh Tề Đẳng Nhàn, lúc này lại không ngồi trên đùi hắn nữa, làm Tề Đẳng Nhàn thế mà lại có chút thất vọng. Nếu như không có tiền trả, vậy có lấy thân trả nợ không? Lý Vân Uyển tỏ vẻ nhu nhược đáng thương mà hỏi, bàn tay nhỏ nắm cánh tay Tề Đẳng Nhàn lắc lư, còn cố tình kéo cao góc váy, đôi chân thon dài dưới ánh đèn chiếu rọi thậm chí có chút chói mắt. Hừ, không được, nếu cô lấy thân trả nợ thì tôi cũng chỉ được đến một người phụ nữ, nếu là trả tiền thì tôi có thể có rất nhiều phụ nữ. Tề Đẳng Nhàn đúng lý hợp tình mà đáp, trực tiếp phủi bay bàn tay của Lý Vân Uyển. Lời này của hắn, làm cho Lý Vân Uyển trợn mắt há hốc mồm. Một lát sau, mới giận dữ quát cha nam, tôi nhất định vạch trần bộ mặt đạo đức giả này của anh trước mặt Mộng Mộng. Tề Đẳng Nhàn nhịn không được lại thở dài, hơi lắc đầu, nói trong mắt cô ấy, tôi chưa bao giờ được coi là một người đàn ông ưu tú. Không sao, ở chỗ tôi, vĩnh viễn có một chỗ dành cho anh. Lý Vân Uyển hào hùng tuyên bố, lại xúc động, trực tiếp ôm đầu Tề Đẳng Nhàn rồi hung hăng hôn môi hắn một cái. Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy. Làm ăn không nhất định sẽ kiếm lời không lỗ, nếu không kiếm được tiền trả anh thì tôi lấy thân trả nợ anh vậy, chút này coi như là lãi. Nói xong, Lý Vân Uyển cũng ý thức được bản thân quá xúc động, sắc mặt đỏ bừng, lần này không cần Tề Đẳng Nhàn thúc giục, xoay người về phòng, còn tiêu sái mà phất tay, nói ngủ ngon. Tề Đẳng Nhàn ngồi trên sofa sửng sốt trong chốc lát, sau đó nhíu mày, nhỏ giọng mắng khó trách đám khốn kiếp trong ngục giam không có việc gì thường thích nói thô tục. Trong khi nói, hắn còn khoa tay múa chân làm tư thế xoa bóp cái gì đó trong không khí, lẩm bẩm nói hình như còn rất to. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng Lý Vân Uyển đã rời đi, hẳn là cảm thấy ngày hôm qua quá xúc động, nếu như không giữ chừng mực, chỉ sợ sẽ bị Tề Đẳng Nhàn hiểu lầm là quá mức phóng đãng tùy ý. Lại qua một đêm mộng toàn chân dài, mãi đến buổi chiều, Tề Đẳng Nhàn mới nhận được điện thoại của Kiều Thu Mộng. Cô ta nói là đã hẹn trưởng phòng phòng dự án của tập đoàn Hướng Thị cũng ăn cơm, bảo hắn đi cùng. Hôm nay mua cho anh một bộ quần áo thích hợp một chút, ăn mặc chính thức một chút, để cho người ta có ấn tượng tốt hơn. Kiều Thu Mộng thấy Tề Đẳng Nhàn đến, trực tiếp kéo hắn đến trung tâm thương mại, sau có chọn cho hắn một bộ âu phục. Lần trước Tề Đẳng Nhàn mặc quần áo của Kiều Quốc Đào đi dự tiệc tối của tập đoàn Hướng Thị, bị người ta chế nhạo một phen, điều này khiến cô ta cảm thấy rất mất mặt. U nói thế nào đi nữa thì hiện tại hai người cũng là vợ chồng trên danh nghĩa, mặt ngoài vẫn phải làm tốt mới được. Qua, tiểu thư, dáng người của chồng cô tốt thật đấy, rất thích hợp với âu phục nhà chúng tôi. Nhân viên tiếp thị của cửa hàng Boss lớn tiếng khen ngợi. Kiều Thu Mộng cũng không thể không thừa nhận, dáng người của Tề Đẳng Nhàn quả thực không tồi, cơ thể thon dài, hơn nữa cơ bắp cường tráng. Sau khi mặc vào âu phục, cả người có vẻ cực kỳ tinh phần. Cho dù không thích Tề Đẳng Nhàn, nhưng Kiều Thu Mộng cũng không thể không nở nụ cười ứng phó nhân viên tiếp thị. Trưởng phòng phòng dự án của tập đoàn Hướng Thị là anh họ của Hướng Đông Tinh. Anh đi với tôi, phải biểu hiện ra khách khí một chút. Kiều Thu Mộng dặn dò Tề Đẳng Nhàn. Ừ, Tề Đẳng Nhàn biếng nhác đáp lại, nghĩ đến, Hướng Đông Tinh hẳn là đã chào hỏi qua với người của phòng dự án. Lần này Kiều Thu Mộng đi đàm phán, hơn phân nửa cũng chỉ là làm theo quy trình mà thôi. Sau khi mua đồ xong, Kiều Thu Mộng trực tiếp dẫn theo Tề Đẳng Nhàn tới nhà hàng gặp Trịnh Quang Minh trưởng phòng phòng dự án của tập đoàn Hướng Thị. Trịnh Quang Minh thấy Kiều Thu Mộng đến thì đôi mắt sáng ngời, nhưng khi nhìn đến Tề Đẳng Nhàn theo sau cô ta thì sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Trưởng phòng Trịnh,
Chào ngài, đây là chồng tôi Tề Đảng Nhàn, Kiều Thu Mộng niềm nở giới thiệu Tề Đảng Nhàn với Trịnh Quang Minh. Trịnh Quang Minh lại đầy mặt không vui, lạnh lùng nói Kiều Tổng coi lời nói của tôi như gió thoảng bên tai sao. Có phải tôi đã từng nói, cô đến nói chuyện hợp tác với tôi thì một người đến là được, không mang theo những người khác lại đây. Kiều Thu Mộng sửng sốt, sau đó giải thích trưởng phòng Trịnh, tôi chỉ là cảm thấy làm như vậy có vẻ trang trọng một chút mà thôi. Trịnh Quang Minh vung tay lên, lạnh lùng nói tôi không thích, mau bảo anh ta về đi. Kiều Thu Mộng không ngờ Trịnh Quang Minh lại nói chuyện không khách khí như vậy, sắc mặt không khỏi đỏ bừng. Hả, cô không muốn? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không muốn cũng đúng, dù sao các người cũng là vợ chồng, cô bảo anh ta về như vậy cũng có chút không tốt. Thế này đi, tôi có lòng từ bi, để anh ta ở lại ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong lại bảo anh ta rời đi. Cô và tôi, cùng về nhà tôi nói chuyện. Trịnh Quang Minh mỉm cười, ánh mắt tham lam đảo qua chân dài dưới váy Kiều Thu Mộng, hai ngón tay liên tục xoa xoa, giống như cô đã là đồ trong lòng bàn tay gã. Kiều Thu Mộng cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết những lời này của Trịnh Quang Minh là có ý gì, sắc mặt không khỏi trắng bạch, trầm giọng nói trưởng phòng Trịnh, xin ngài tự trọng. Tự trọng, ý cô là gì? Trịnh Quang Minh hai mắt lạnh lẽo, chất vấn. Tự trọng chính là, phiền ông đừng giống tên ngốc chưa từng thấy qua phụ nữ mà sắc dục huân tâm như vậy. Tề Đảng Nhàn lạnh nhạt nói. Hiển nhiên đây là ý trong lời của Kiều Thu Mộng, nhưng cô ta không ngờ Tề Đảng Nhàn lại nói nặng như thế. Không khỏi quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Tề Đảng Nhàn một cái. Quả nhiên Trịnh Quang Minh bị chọc giận, phẫn nộ vỗ bàn, quát thằng bụi đời, sao mày dám nói thế với tao? Còn có cô, Kiều Thu Mộng, cô thế mà lại dám nói chuyện với tôi như vậy. Kiều Thu Mộng mím môi, có chút tủi thân nhưng vẫn nghiêm túc giải thích trưởng phòng Trịnh, chúng tôi tới đây là để nói chuyện hợp tác, mà không phải tới để ông nhục nhã chúng tôi. Nhục nhã, ha ha ha, buồn cười. Trịnh Quang Minh kinh thường mà phá lên cười, nói cô cảm thấy tập đoàn Kiều Thị của các cô xứng với tập đoàn Hướng Thị chúng tôi sao? Xứng đáng được nhận dự án của tập đoàn chúng tôi sao? Nếu không phải xem cô xinh đẹp như vậy, cô nghĩ ông đây đồng ý gặp cô. Đã nói rõ một mình cô tới, cô còn cố ý dẫn theo người khác, đây là muốn ra oai đánh phủ đầu tôi đấy hả? Hay là căn bản không nghe lọt tai lời tôi nói, hoặc là không hiểu tiếng người? Ông đây bằng lòng ngủ với cô, cho các cô dự án để làm, đó là phúc phần của công ty các cô, là may mắn như bánh từ trên trời rơi xuống. Cô không lập tức đuổi chồng mình đi. Sau đó ngoan ngoãn theo tôi về nhà hầu hạ tôi thật tốt, thế mà lại muốn tôi tự trọng. Kiều Thu Mộng bị phen lời nói trắng ra này của Trịnh Quang Minh làm cho sắc mặt đỏ bừng, tức giận đến cả người đều run rẩy nhưng cố tính lại không dám đắc tội gã. Trịnh Quang Minh chính là trưởng phòng dự án của tập đoàn Hướng Thị, lại là anh họ của Hướng Đông Tinh, nắm giữ quyền cao chức trọng trong tập đoàn, cô ta không đắc tội nổi. Huống hồ! Nếu cô ta muốn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Kiều Thị thì nhất định phải lấy được ít nhất là một dự án từ tập đoàn Hướng Thị. Nếu không, sẽ lập tức bị cách chức. Trịnh trưởng phòng, chúng ta có thể nói chuyện một cách bình thường và nghiêm túc không? Kiều Thu Mộng cắn răng hỏi. Nói chuyện, đương nhiên là có thể rồi, không có gì là không thể nói cả. Trịnh Quang Minh cười ha hả, nói. Kiều Thu Mộng nhẹ nhàng thở ra, nói vậy tôi gọi món trước. Sau đó chúng ta vừa ăn vừa nói. Trịnh Quang Minh lắc đầu ý tôi nói là, cô ngồi trên người tôi vừa động vừa nói. Nếu cô động đến làm cho tôi đủ vui vẻ, đừng nói là một hai dự án, cho dù ký hợp đồng trao toàn bộ hạng mục cho Kiều Thị các cô làm đều được, cô thấy sao? Cái này chẳng qua chỉ cần một câu nói của tôi thôi. Thế nào, Kiều Tổng, cô thấy tôi đối xử với cô có tốt không? Kiều Thu Mộng sững sờ. Tề Đảng Nhàn có chút bất mãn, Hướng Đông Tinh làm cái quỷ gì vậy? Rõ ràng hắn đã sớm chào hỏi qua, kết quả còn để người như Trịnh Quang Minh chạy ra làm người ta ghê tởm. Động con mẹ nhà ông, có phải đầu óc ông có vấn đề hay không? Cần tôi đưa ông đến trang trại nuôi heo tìm một con lợn nái để ông động một chút không hả? Tề Đảng Nhàn không chút khách khí mà quát, đồng thời kéo Kiều Thu Mộng ra sau mình. Kiều Thu Mộng nhìn bóng lưng rộng lớn đứng trước mặt mình. Trong lòng không khỏi thở dài, mỗi lần mình xảy ra chuyện, hắn luôn đứng ra bảo vệ mình. Nhưng là, mỗi lần xử lý chuyện, hắn đều xúc động như vậy. Hắn đối xử với mình rất tốt, nhưng đáng tiếc không có bản lĩnh gì,
hơn nữa xúc động dễ giận, không phải người chồng tốt. Mục tiêu của mình là trở thành người như Ngọc Tiểu Long. Chung quy lại, hắn không xứng với mình. Kiều Thu Mộng ánh mắt phức tạp, thầm nghĩ. Trịnh Quang Minh lại bị lời nói của Tề Đảng Nhàn chọc giận, hừ lạnh một tiếng, nói Kiều Tổng, chồng cô là con lừa ngu xuẩn nói chuyện không suy nghĩ sao. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, bắt anh ta tự tát xương mặt và xin lỗi tôi. Sau đó, cô ngoan ngoãn theo tôi trở về, dùng cách tôi nói mà nói chuyện với tôi. Nếu không, tập đoàn Kiều Thị đừng mong lấy được một dự án từ tay tập đoàn Hướng Thị. Tề Đảng Nhàn lạnh mặt nói khó trách tập đoàn Hướng Thị bị tập đoàn Hổ Môn chèn ép đến chật vật như vậy, thì ra nhân viên của Hướng Đông Tinh đều là loại gá áo túi cơm như ông. Lúc sau tôi sẽ trực tiếp nói với Hướng Đông Tinh đuổi việc tên phế vật như ông, xem ông còn diễu võ dương oai thế nào. Trịnh Quang Minh không khỏi sửng sốt, sau đó nhíu mày nói mày quen biết Hướng Tổng. Tôi đâu chỉ quen biết cô ấy, tôi còn là một phó trưởng phòng của tập đoàn Hướng Thị. Tề Đảng Nhàn tùy tay từ trong túi rút ra thẻ công tác của mình. Lời này, trực tiếp làm trái tim của Trịnh Quang Minh không khỏi nhảy loạn, khiếp sợ nghĩ, chẳng lẽ, lần này mình đụng phải hỏng súng. Kiều Thu Mộng cũng không khỏi ngây ra, lúc trước Tề Đảng Nhàn từng nói hắn đảm nhiệm chức phó trưởng phòng ở tập đoàn Hướng Thị, nhưng không ai tin. Lúc này, thấy hắn ở trước mặt Trịnh Quang Minh lấy ra thẻ công tác, cô ta hoảng hốt, đảo mắt nhìn quá, thế mà lại là thật. Trịnh Quang Minh cũng thấy được thẻ công tác của Tề Đảng Nhàn, sau khi xem xong, gã nhếch miệng cười nhạo, càng thêm khinh thường. Ha ha, ha ha ha. Trịnh Quang Minh làm càn cười to, thậm chí còn chỉ tay vào Tề Đảng Nhàn lắc đầu mắng phế vật. Tao còn tưởng mày là phó trưởng phòng của bộ phận nào ghê gớm lắm, thì ra là bộ phận an ninh. Nói trắng ra thì không phải là trùm bọn bảo vệ sao? Một phó trưởng phòng bộ phận an ninh mà cũng dám ra oai trước trưởng phòng phòng dự án như tao sao? Còn muốn liên hệ Hướng Đông Tinh đuổi việc tao? Ai cho mày dũng khí để nói ra những lời đó? Lương tĩnh như sao? Thật là buồn cười, được làm quan nhỏ rồi không biết mình nặng bao nhiêu đúng không? Trịnh Quang Minh còn tưởng rằng Tề Đảng Nhàn thuộc bộ môn quan trọng, có thể ảnh hưởng đến quyết định của Hướng Đông Tinh. Không ngờ chỉ là một phó trưởng phòng bộ phận an ninh nhỏ bé. Nói trắng ra thì chỉ là thủ lĩnh đám bảo vệ mà thôi. Kiều Thu Mộng cũng không khỏi nhẹ nhàng véo Tề Đảng Nhàn một cái. Tuy không biết làm thế nào mà hắn có thể một bước lên mây được làm việc ở tập đoàn Hướng Thị, nhưng một phó trưởng phòng bộ phận an ninh đi đắc tội một vị trưởng phòng trọng yếu như phòng dự án, thì rõ ràng đây là hành động không lý trí. Cô ta không hy vọng chuyện này bị làm lớn, hơn nữa, cũng không muốn thấy Tề Đảng Nhàn đánh mất phần công tác không dễ kiếm được này. Trịnh Quang Minh, hành vi của ông đã làm hỏng danh tiếng của tập đoàn Hướng Thị, hơn nữa còn vũ nhục vợ tôi. Nhưng dù sao mọi người cũng là đồng nghiệp, đừng nói là tôi không cho ông cơ hội. Bây giờ ông quỳ xuống, thành thật dập đầu bà cái thật vang xin lỗi vợ tôi, sau đó lấy ra ít nhất 3 hạng mục giao cho tập đoàn Kiều Thị thì chuyện hôm nay, tôi có thể bỏ qua. Nếu không, ông tự gánh hậu quả đi. Tề Đảng Nhàn không thèm để ý Kiều Thu Mộng nhắc nhở. Ngược lại còn tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Trịnh Quang Minh ngẩn người, sau đó tiếp tục cười lớn, nói uy hiếp tao. Một thằng bảo vệ thối như mày mà dám uy hiếp tao. Tao là trưởng phòng phòng dự án, cần phải xin lỗi vợ thằng bảo vệ. Mày đang làm trò hề cho tao đấy hả? Mày đưa vợ mày đến nhà tao, để tao thoải mái ngủ vài ngày, nói không chừng tao có thể nói tốt cho mày vài câu, điều mày sang bộ phận khác vớt chút tiền lương đấy. Tề Đảng Nhàn lạnh mặt không nói gì, kiên nhẫn đã bị tiêu hao gần hết. Trịnh Quang Minh cười nhạo nói Kiều Thu Mộng, lại đây, ngồi chỗ này. Vừa nói, gã đưa tay vỗ đùi phải của mình, ý bảo Kiều Thu Mộng ngồi lên đùi gã. Nếu không đừng trách tôi vận dụng thủ đoạn, trực tiếp đuổi chồng cô ra khỏi tập đoàn Hướng Thị. Trịnh Quang Minh nói, từ sau khi Tề Đảng Nhàn đưa ra thẻ công tác, gã càng thêm không kiêng nể gì. Tề Đảng Nhàn nheo mắt. Nói có lẽ trưởng phòng Trịnh không biết, mảnh đất Tân Thế Kỷ là do tôi giúp Hướng Tổng giành được. Ông xác định không xin lỗi mà tiếp tục khiêu khích sao? Trịnh Quang Minh trực tiếp giơ ngón giữa với Tề Đảng Nhàn, cười lạnh nói đừng tưởng rằng tao không biết, mảnh đất Tân Thế Kỷ đấy, là do trưởng phòng bộ phận an ninh chúng mày thương quân giành được từ tay tập đoàn Hổ Môn. Mày thật đúng là không biết xấu hổ, loại chuyện này tất cả mọi người trong công ty đều biết, đến trong miệng mày lại thành công lao của mày. Thật là buồn cười. Nhìn bộ dạng nghèo kiết hủ lậu của mày,
có tài đức gì mà có thể đoạt miếng ăn từ tập đoàn hổ môn chứ? Giờ mày chỉ có một lựa chọn duy nhất, từ nơi này bò ra ngoài, sau đó để vợ mày ngoan ngoãn hầu hạ tao. Đây là chút thương hại cuối cùng tao dành cho mày. Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn càng thêm lạnh lẽo, trực tiếp nắm lấy ngón giữa của Trịnh Quang Minh, lạnh nhạt nói tuy tôi nghèo kiết hủ lậu nhưng vẫn có thể cho ông biết, tôn trọng người khác là đạo đức cơ bản của con người. Trịnh Quang Minh đau đến nhe răng, gào lên thằng chó, mày mau buông tao ra. Tao nói cho mày biết, hôm nay trưởng phòng bộ phận an ninh của mày cũng ăn cơm ở nhà hàng này. Nếu mày dám đánh tao, tao sẽ lập tức gọi điện cho anh ta đến trừng trị mày. Tề Đẳng Nhàn không nói hai lời, ngón tay dùng sức, một tiếng, rắc, giòn vang vang lên, Trịnh Quang Minh hét lên như heo bị chọc tiết, đau đến mức từ trên ghế ngã xuống đất. Tề Đẳng Nhàn, anh quá xúc động. Kiều Thu Mộng hoảng sợ, quả nhiên vẫn xảy ra chuyện. Tề Đẳng Nhàn người này, luôn quản không được tay của mình, suốt ngày thô lỗ động tí là đánh người. Xúc động, nếu ông ta không xin lỗi thì tôi sẽ cho ông ta biết những lời ông ta nói ngu xuẩn cỡ nào. Tề Đẳng Nhàn vẻ mặt không đổi sắc, nói. Trịnh Quang Minh vội lấy điện thoại ra, quát mày chờ đấy, tao sẽ gọi trưởng phòng của mày đến đây. Dứt lời, ông ta trực tiếp gọi cho Thương Quân. Hét lớn qua điện thoại trưởng phòng Thương, anh lập tức đến đây cho tôi, phó trưởng phòng bộ môn các anh bẻ gãy ngón tay của tôi rồi. Thương Quân nghe vậy thì không khỏi sững sờ, sao Tề Đẳng Nhàn lại xảy ra xung đột với Trịnh Quang Minh vậy? Lại còn bẻ gãy ngón tay người ta nữa. Trịnh Quang Minh chính là anh họ của Hướng Đông Tinh đấy, nếu chuyện này náo loạn đến chỗ Hướng Đông Tinh thì bộ phận an ninh không phải đều sẽ phải gánh tội cùng Tề Đẳng Nhàn sao? Thương Quân là trưởng phòng bộ phận của anh đấy ầm. Hơn nữa tôi nghe nói người này từng là bộ đội đặc chủng, rất có bản lĩnh, Kiều Thu Mộng thất Trịnh Quang Minh muốn gọi Thương Quân tới, không khỏi cả kinh, thấp giọng nói. Tên đó bản lĩnh thường thôi, không có gì đáng lo cả. Tề Đẳng Nhàn lại điềm nhiên đáp, tôi nói rồi, nhất định sẽ giúp cô lấy được dự án, tôi nói được là sẽ làm được. Kiều Thu Mộng mím môi, cũng không biết một phó trưởng phòng bộ phận an ninh như Tề Đẳng Nhàn lấy đâu ra năng lực lớn như vậy. Nhưng hắn có thể nhậm chức phó trưởng phòng của tập đoàn Hướng thì cũng đã là chuyện khó tưởng tượng nổi rồi. Thằng chó, mày dám bẻ gãy ngón tay tao. Đợi lát nữa Thương Quân tới, tao nhất định sẽ để anh ta bẻ gãy hết 10 ngón tay của mày. Trịnh Quang Minh nghiến răng nghiến lợi nói, hai mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm vào Tề Đẳng Nhàn. Không những như thế, tao còn sẽ cho mày tận mắt chứng kiến vợ mày ngồi trên người tao tự mình động. Mày sẽ vì hành động hôm nay của mày mà hối hận suốt cuộc đời còn lại. Tề Đẳng Nhàn vẻ mặt lãnh đạm nhìn Trịnh Quang Minh, lạnh lùng nói ông tốt nhất là hãy gọi hết những người ông có thể gọi tới được đi, cũng chỉ hy vọng, trong số người ông gọi tới có người có thể chỉnh đốn được tôi. Nếu, bọn họ không làm được, vậy thì thật ngại quá, ông cứ thành thật vào bệnh viện nằm đi. Đúng lúc này, tiếng vặn cửa vang lên, Thương Quân đang ở chỗ này ăn cơm, nhận được điện thoại anh ta vội vàng chạy đến. Không dám chó chút chậm trễ. Nhìn thấy Thương Quân đã đến, Trịnh Quang Minh bộ mặt dữ tợn, tức giận quát lớn trưởng phòng Thương, anh quản giáo thuộc hạ như thế nào vậy? Phó trưởng phòng bộ phận an ninh của các anh không bảo vệ an toàn của tôi mà còn bẻ gãy ngón tay của tôi đây này. Các nhân viên thuộc bộ phận an ninh theo Thương Quân chạy tới Thương Quân, nghe được lời này, đều không khỏi hít ngược mà suýt xoa, sau ai nấy đều nhìn Tề Đẳng Nhàn với ánh mắt vui sướng khi người gặp họa. Tên này thật là không biết sống chết, mới vừa vào bộ phận đã đắc tội trưởng phòng Trương, lúc này lại đắc tội trưởng phòng phòng dự án bộ trưởng Trịnh. Bộ trưởng là anh họ của Hướng Tổng đó, là thân thích đó. Hắn bẻ gãy tay bộ trưởng Trịnh như vậy, chẳng phải là không để Hướng Thị vào mắt hay sao? Chậc, trưởng phòng Thương luôn nhìn tên này không vừa mắt, lúc này phỏng chừng sẽ đánh hắn một trận. Chúng ta đứng một bên xem kịch đi. Thương Quân lạnh lùng nhìn Tề Đẳng Nhàn nói. Phó trưởng phòng Tề, cậu thân là phó trưởng phòng bộ phận an ninh, không bảo vệ tốt an nguy của cao tầng công ty, ngược lại còn bẻ gãy ngón tay của trưởng phòng Trịnh là có chuyện gì? Tôi muốn cậu cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, nếu không đừng trách tôi thu thập cậu. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, câu trả lời thỏa đáng gì cơ? Sắc mặt của Thương Quân lạnh hơn, tôi thân là cấp trên của cậu mà cậu lại nói chuyện như thế với tôi. Tôi cho cậu thêm một cơ hội tổ chức lại lời nói ngôn ngữ trước. Trưởng phòng Thương, chuyện là như này, Kiều Thu Mộng biết rõ Tề Đẳng Nhàn đang bướng bỉnh nên chỉ đành đứng ra nói rõ lại đầu đuôi câu chuyện một lần. Sau khi Thương Quân nghe xong thì cười lạnh,
trưởng phòng Trịnh cùng lắm chỉ là vui đùa với cậu một chút mà thôi, vậy mà cậu lại bẻ gãy ngón tay của người ta. Vui đùa, Kiều Thu Mộng nghe thấy vậy thì khiếp sợ hỏi lại. Không sai, trưởng phòng Trịnh là một người thích nói đùa người khác, lúc đó anh ta chẳng qua chỉ nói giỡn thôi. Thương Quân nói, sao có thể là nói đùa được, anh ta rõ ràng đã nói quá mức như vậy. Kiều Thu Mộng có chút gian nan phản bác. Tôi bảo nói giỡn thì đó chính là nói giỡn. Thương Quân đen mặt nói, tay vung lên một cái ngắt lời Kiều Thu Mộng định nói tiếp. Kiều Thu Mộng nở nụ cười khổ, quả nhiên, thế lớn áp người, thế lực của tập đoàn Hướng Thị khổng lồ như vậy, nói đen thành trắng cô ta cũng không có cách nào. Tề Đẳng Nhàn lại ngay lúc này hơi nhướng mày lên, nói trưởng phòng Thương, mẹ anh chết rồi. Thương Quân sửng sốt, sau đó tức giận nói, cậu nói cái gì? Tôi chỉ đùa chút thôi, anh đừng để ý. Tề Đẳng Nhàn cười cười, sau đó lặp lại lần nữa, mẹ anh chết rồi. Trịnh Quang Minh nhìn Thương Quân tức giận tới mức run người, lập tức hét lớn, trưởng phòng Thương anh nhìn rõ chưa, thái độ của cậu ta kiểu gì vậy? Quả thực chính là lưu manh, tập đoàn Hướng Thị của chúng ta sao có thể có một nhân viên xấu như vậy được? Anh còn không mau quản giáo lại cậu ta đi. Phó trưởng phòng Tề này đúng là biết cách tìm đường chết. Lại dám nói chuyện như vậy với trưởng phòng Thương chính là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Đúng vậy, lần trước tôi tận mắt thấy một người mới không phục quản giáo, ỷ vào bản thân đã từng học qua mười mấy năm quyền anh lên mặt với trưởng phòng Thương, kết quả trực tiếp bị trưởng phòng Thương bẻ chật khớp tay. Không tôn kính, không biết lựa lời với trưởng phòng Thương như vậy. Tôi thấy một chốc nữa chỉ sợ cái miệng của hắn sẽ bị trưởng phòng Thương đập nát. Thương Quân hung hăng nắm chặt nắm tay. Sắc mặt hung ác nham hiểm nói, tôi cho cậu một cơ hội nói xin lỗi. Tề Đẳng Nhàn cười cười, không phải tôi nói rồi sao? Tôi chỉ nói giỡn thôi, sao lại muốn tôi xin lỗi vậy? Không phải cũng giống như trưởng phòng Trịnh vừa rồi đều là nói giỡn thôi sao? Thương Quân tức giận tới mức tay run lên, bước lên phía trước một bước. Trưởng phòng Thương gần đây lập được công lớn, từ miệng cọp của tập đoàn Hổ Môn đoạt thức ăn. Bảo toàn được miếng đất Tân Thế Kỷ kia nên Hướng Tổng càng xem trọng anh ta hơn. Đúng vậy, cứ cho rằng phó trưởng phòng Tề do một tay Hướng Tổng đề bạt lên thì thế nào, nếu trưởng phòng Thương muốn thu thập hắn thì Hướng Tổng nhất định sẽ hướng về phía trưởng phòng Thương bên này thôi. Họ Tề kia không biết tốt xấu không xem rõ thế cục tự tìm đường chết, mọi người xem náo nhiệt là được rồi, quay đầu chuẩn bị thêm chút trái cây lãng hoa tới bệnh viện thăm hắn biểu hiện chút đồng tình thôi. Năng lực và thực lực của Thương Quân ở trong tập đoàn mọi người đều rõ như ban ngày, đối với vị trưởng phòng như anh ta cũng rất kính phục. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy mấy lời nhàn ngôn toái ngữ này thì ngẩn người, sau đó cười nói, da mặt của trưởng phòng Thương đúng là dày thật, từ khi nào mà công lao của tôi biến thành anh cướp thức ăn trên miệng cọp của tập đoàn Hổ Môn vậy? Thương Quân lại lạnh nhạt nói, nếu không phải có tôi và Tiểu Lôi ra tay trước tiêu hao đa số thể lực của Trần Vĩnh Niên thì cậu có thể vào lúc cuối cùng thắng được sao? Hay cậu cảm thấy chỉ dựa vào xuất thân một cảnh ngục như cậu là có thể đánh thắng được đại cao thủ như Trần Vĩnh Niên? Lúc cậu vẫn còn làm cảnh ngục luyện qua cùng lắm chỉ là thuật phòng thân phổ thông của cảnh đội thôi đúng không? Tôi đúng là chưa gặp qua ai không biết xấu hổ tự rát vàng lên mặt mình như vậy. Kiều Thu Mộng nghe thấy lời này thì chấn kinh một lúc, không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn làm nhiều việc lớn như vậy mà mình lại không biết chút gì hết. Có phải mình nên xem lại thật kỹ người chồng tiện nghi này của mình một lần nữa hay không? Đúng thế, chỉ là một cảnh ngục nhỏ mà thôi, sao có thể so được với bộ đội đặc chủng xuất ngũ như trưởng phòng Thương được? Tên nhóc này thật không biết xấu hổ, rõ ràng là do trưởng phòng Thương và Tiểu Lôi tiêu hao thể năng của cao thủ do tập đoàn Hổ Môn phái tới nên hắn mới chiếm được tiện nghi như thế, hiện tại còn muốn cướp công sao? Sao công ty chúng ta lại có loại người không biết xấu hổ như vậy được? Lại còn là phó trưởng phòng nữa chứ, ngẫm lại cũng khiến người ta thấy thật mất mặt. Theo lời của Thương Quân, mọi người cũng dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn đánh giá trên dưới Tề Đẳng Nhàn, cảm thấy người này đê tiện xấu xa, thật sự là không có một chút khí chất nào. Tề Đẳng Nhàn lại khinh thường việc giải thích mà ha hả cười. Tôi hỏi cậu một lần cuối cùng, cậu có xin lỗi hay là không, có cho tôi một câu trả lời hợp lý được không? Thương Quân lớn tiếng chất vấn. Ngu ngốc, Tề Đẳng Nhàn tựa tiếu phi tiếu phun ra hai chữ. Thương Quân giận tím mặt một bước vào tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, giơ tay là một quyền đánh xuống yết hầu của hắn. Động tác của trưởng phòng Thương sắc bén thật, xuất ngũ nhiều năm như vậy nhưng cũng không thụt lùi chút nào,
đối phó với Tề Đẳng Nhàn chẳng khác gì chỉ cần nắm chặt tay lại là được. Ha ha, chẳng sợ hiện tại trưởng phòng thương có trở lại bộ đội đi nữa thì cũng nhất định có một vị trí nhỏ trong đó, tên phế vật Tề Đẳng Nhàn này lấy cái gì tới so với anh ta đây. Hướng Tổng cũng bị hắn che mắt rồi, vậy mà lại đề bạt một tên rác rưởi như vậy tới làm lãnh đạo của chúng ta. Chỉ có người như trưởng phòng thương mới xứng là người lãnh đạo của chúng ta. Tề Đẳng Nhàn lùi ra sau nửa bước tránh quyền thứ nhất của thương quân, bình tĩnh nói, tôi kính là lãnh đạo nên bỏ qua chiêu này của anh, nếu tiếp tục ra tay cũng đừng trách tôi không khách khí. Kiều Thu Mộng khẩn trương nói, mọi người nói rõ ràng ra trước đã, đừng động thủ vội, dù sao anh ta cũng là lãnh đạo của anh. Nói rõ ràng, cô không thấy sao, mấy tên ngốc này nói rõ muốn bắt nạt cô còn muốn để bọn họ nói rõ ràng. Tề Đẳng Nhàn quay đầu kinh ngạc hỏi. Kiều Thu Mộng ngạc nhiên, đúng vậy, hai người Trịnh Quang Minh và thương quân này rõ ràng chính là bắt nạt người, là khinh thường cô ta, cảm thấy có thể tùy tiện uốn nắn cô ta. Cẩn thận, Kiều Thu Mộng đột nhiên kinh hô, chuẩn bị tiến lên đẩy Tề Đẳng Nhàn ra. Sơ hở, thương quân lại cười lạnh ra tay trong nháy mắt Tề Đẳng Nhàn quay đầu kia, quyền cước chuyển xuống eo rồi một chưởng vững chắc xuất ra. Tề Đẳng Nhàn đầu cũng chưa quay lại lệch về một bên. Né tránh chiêu thức đồng thời tay cũng ở đằng sau mông quét một cái hổ quét tiên ra ngoài. Tay của hắn tựa như đuôi hổ cái, thô mà hữu lực, thế công như sấm. Bang! Một đấm vững chãi dừng ở trên mặt thương quân, đấm tới mức cả người thương quân bay lên rồi phịch một tiếng ngã trên mặt bàn. Một màn này khiến mọi người ở hiện trường trợn mắt há hốc mồm. Không sao, rác rưởi như vậy không làm tôi bị thương được. Tề Đẳng Nhàn cười với Kiều Thu Mộng. Nhẹ nhàng bâng quơ bỏ tay mình xuống. Thương quân đã chết ngất ở trên mặt bàn, bị một đấm này khiến cho khuôn mặt cũng biến hình, xương cốt phỏng chừng cũng phải lệch vị trí. Kiều Thu Mộng trợn mắt há hốc mồm nhìn Tề Đẳng Nhàn, thương quân chính là trưởng phòng bộ phận an ninh của tập đoàn Hướng Thị, càng là chiến sĩ đã từng phục vụ trong bộ đội đặc chủng. Cao thủ như vậy lại bị Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng bâng quơ đấm một cái bay luôn ra ngoài. Đây là chuyện gì vậy? Trịnh Quang Minh cũng đồng dạng sợ rơi cằm, che ngón tay vặn vẹo của mình lại ngồi ở trên ghế run bần bật, đến bây giờ anh ta mới phát hiện ra rằng Tề Đẳng Nhàn thật sự quá bạo lực. Một đám nhân viên của bộ phận an ninh cũng không một ai nói được thành lời, một đám đều há hốc miệng nhìn thương quân chết ngất ở trên mặt bàn. Trưởng phòng Trịnh Quang Minh, hiện tại tới lượt chúng ta nói chuyện. Anh muốn tiếp tục nói đùa nói giỡn với tôi không? Hay là, Tề Đẳng Nhàn nói. Trịnh Quang Minh không chờ Tề Đẳng Nhàn kịp nói hết lời đã trực tiếp từ trong ngăn bàn của văn phòng lôi ra một tập văn kiện, không nói hai lời lập tức ký tên lên, Phó trưởng phòng Tề, tôi cảm thấy tư chất của tập đoàn Kiều Thị rất hợp với hạng mục của chúng ta. Tôi đã ký xong văn kiện rồi, tập đoàn Kiều Thị quay đầu là có thể lấy được hạng mục tiến hành hợp tác với chúng ta. Ngài xem như vậy đã được chưa? Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, không chính tới Trịnh Quang Minh lại quyết định nhanh như vậy. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì mà trực tiếp cầm văn kiện ở trong tay Trịnh Quang Minh lại giao cho Kiều Thu Mộng. Kiều Thu Mộng kinh hỉ không thôi, không nghĩ tới vậy mà cuối cùng vẫn lấy được hạng mục này. Anh thức thời sớm một chút như vậy không phải là rất tốt sao? Tề Đẳng Nhàn hỏi, duỗi tay vỗ vỗ trên mặt Trịnh Quang Minh. Trong mắt Trịnh Quang Minh chợt lóe tia thù hận, nhưng trên mặt lại nịnh nọt tươi cười nói, Phó trưởng phòng Tề dậy trí phải. Về sau chỉ cần là việc của tập đoàn Kiều Thị thì tôi đều sẽ bật đèn xanh. Kiều Thu Mộng cũng lo lắng Tề Đẳng Nhàn tiếp tục rối rắm, vội vàng kéo hắn, nếu trưởng phòng Trịnh đã gật đầu rồi thì chuyện này cứ như vậy đi, chúng ta cũng không có tổn thất gì cả, oan gia nên giải chứ không nên kết. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp bị Kiều Thu Mộng lôi đi. Trịnh Quang Minh nhìn một đám nhân viên của bộ phận an ninh một cái, cả giận nói, còn thất thần cái gì, không mau chóng gọi xe cứu thương tới đưa chúng tôi đi bệnh viện. Chờ xe cứu thương tới đưa người đi rồi, Trịnh Quang Minh mới lôi điện thoại ra trực tiếp gọi cho Kiều Lão Gia Tử ở nơi đó. Kiều Lão Gia Tử, cháu rể Tề Đẳng Nhàn nhà các người giỏi thật, mang theo Kiều Thu Mộng tới bàn hạng mục với tôi, buộc tôi ký hợp đồng thì chưa nói, còn trực tiếp đánh tôi một trận nữa đấy. Nếu nhà các người không để họ Tề kia và Kiều Thu Mộng tới bồi tội với tôi thì tập đoàn Kiều Thị các người chờ bị phá sản đi. Không kịp chờ Kiều Lão Gia Tử nói thêm gì đó thì đối phương đã trực tiếp ngắt điện thoại. Kiều Thu Mộng lái xe dẫn theo Tề Đẳng Nhàn về nhà. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhã dựa vào ghế phụ, lười nhác thưởng thức tấm các trong tay. Tấm các này chính là thẻ hội viên chí tôn của khách sạn Thiên Địa,
trước khi Sở Vô Đạo ra tù đã đưa cho hắn. Hôm nay cảm ơn anh đã giúp tôi, nhưng anh vẫn quá xúc động rồi. Kiều Thu Mộng nhìn con đường phía trước cực nghiêm túc nói. Đối phó với đầu ngốc như vậy, phương pháp đơn giản nhất chính là có thể động thủ thì không động khẩu. Nếu không phải có cô ở đấy thì tôi còn lười phải rong dài với bọn họ. Tề Đẳng Nhàn nhún vai bất đắc dĩ phản bác. Khóe miệng Kiều Thu Mộng run rẩy, nói, Tề Đẳng Nhàn, nếu anh muốn trở thành người trong giới thượng lưu thì trước tiên phải biết cách nói chuyện đã, làm việc cũng phải để ý một chút. Đừng lúc nào cũng treo thô tục ở bên miệng, cũng đừng động một chút đã động thủ đánh người. Ha, đám người đó thì tính là gì? Người người bình đẳng giống nhau, tôi không cho rằng nên phân biệt trên dưới cái gì. Hơn nữa, nếu như làm việc hay nói chuyện mà không thể theo bản tính thì còn có gì gọi là lạc thú nữa. Tề Đẳng Nhàn phản bác một câu, vốn dĩ không thèm để lời nói của Kiều Thu Mộng ở trong lòng. Trong lòng Kiều Thu Mộng lại lẩm bẩm, thật là bùn nhão không chát nổi tường. Không hổ danh cảnh ngục nhỏ từ địa phương nhỏ tới, tầm mắt đại khái cũng chỉ như ở nơi ngục giam lớn hơn một chút. Nếu hắn còn không thay đổi thì vĩnh viễn không xứng được với mình. Kiều Thu Mộng vẫn chưa phát hiện tâm tư mình xảy ra biến hóa. Trước kia chỉ nghĩ Tề Đẳng Nhàn dù ra sao cũng không xứng với mình. Hiện tại lại nghĩ nếu Tề Đẳng Nhàn không thay đổi thì sẽ không xứng với mình. Tề Đẳng Nhàn nhìn không được quay đầu liếc mắt nhìn Kiều Thu Mộng một cái, khuôn mặt giảo hoạt, đường cong dáng người lồi lõm rõ ràng, đặc biệt là trước ngực bị dây an toàn thắt chặt phác họa rõ ràng khiến người hận không thể có đôi mắt nhìn xuyên thấu. Sao hiện tại mình lại càng ngày càng thích nhìn phụ nữ vậy chứ? Không được, quá ảnh hưởng tới tốc độ rút đao rồi. Nếu hôm nay cô ta không ở đây thì hai tên nhãi như Trịnh Quang Minh và Thương Quân kia sao có thể có cơ hội thở dốc lâu như vậy ở trước mặt mình. Tề Đẳng Nhàn nhìn không được thầm nghĩ, vội vàng thu ánh mắt lại. Ở trong ngục giam, Tề Đẳng Nhàn trước nay nói một không hai, có tên phạm nhân nào dám ở trước mặt hắn nói thêm một câu vô nghĩa đâu. Dư Quang Kiều Thu Mộng chú ý tới Tề Đẳng Nhàn vội vàng thu hồi tầm mắt thì ý cười hiện lên, nghĩ thầm, anh cũng tự biết bản thân không xứng với tôi đi. Lái xe tiến vào gara, Kiều Thu Mộng cầm theo hợp đồng chuẩn bị báo tin vui cho cha mẹ. Còn chưa kịp vào tới cửa nhà thì có một chiếc xe ngừng lại, Kiều lão gia tử đen mặt từ trên xe đi xuống. Ông nội, con lấy được hạng mục của tập đoàn Hướng Thị rồi. Kiều Thu Mộng chào đón lão gia tử mà kiêu ngạo nói. Kiều lão gia tử lại giơ tay tát một cái lên mặt Kiều Thu Mộng, tức giận nói con là cái đổ phế vật. Ta để con đi thu phục hạng mục. Còn lại trực tiếp mang theo Tề Đẳng Nhàn tới uy hiếp trưởng phòng Trịnh người ta. Còn trực tiếp đánh trưởng phòng Trịnh. Không nghĩ tới vì giữ được chức vụ của mình mà còn lại không từ thủ đoạn như vậy. Ta nói cho con biết, hiện tại trưởng phòng Trịnh đã ghim chúng ta rồi. Nếu con không được trưởng phòng Trịnh tha thứ, đừng nói ta bãi bỏ chức tổng tài của con, ta thậm chí còn sẽ xóa tên con ra khỏi gia phả luôn. Kiều Thu Mộng trực tiếp bị một tát này đánh đến ngốc. Nước mắt mãnh liệt đảo quanh hốc mắt nhưng trước sau chịu đựng không rơi một giọt. Lông mày Tề Đẳng Nhàn hung hăng nhướng lên, có chút khó chịu. Lập tức mang theo tên phế vật Tề Đẳng Nhàn này tới xin lỗi trưởng phòng Trịnh mau, không tiếc giá nào cũng phải được anh ta chấp nhận lời xin lỗi, nếu không ta sẽ xóa tên con ra khỏi gia tộc này. Kiều lão gia tử vô cùng phẫn hận nói. Những lời này của lão gia tử vô cùng rõ ràng, muốn Kiều Thu Mộng không tiếc cái gì dù phải trả giá lớn đi nữa. Vậy thân thể kia của cô ta đương nhiên cũng là cái giá lớn nhất. Đông Tinh ở đây cũng kinh động tới hai người Bàng Tú Vân và Kiều Quốc Đào ở trong nhà, sau khi ra ngoài biết rõ tình huống rồi cũng trợn mắt há hốc mồm theo. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, lão gia tử, ông làm như vậy có chút không ổn rồi. Thu Mộng dù sao cũng là cháu gái của ngài, Trịnh Quang Minh bắt nạt cô ấy bị tôi đánh, ngài lại nói chuyện thay cho Trịnh Quang Minh là có ý gì? Hừ... Nếu cậu có được thực lực như Trịnh Quang Minh thì lời cậu nói có tính là gì? Nhưng cậu chẳng qua chỉ là phế vật cái gì cũng không có, vậy tôi còn phải giải thích cho cậu cái gì nữa? Có bản lĩnh thì cậu cũng phải như Trịnh Quang Minh trước đã, ta đây cũng sẽ tìm mọi cách nịnh bợ cậu. Họa là do tự cậu và Kiều Thu Mộng gây ra, các cậu tự giải quyết cho tôi, cũng nhất định phải lấy được hạng mục này. Hai yêu cầu này của tôi nếu như thiếu một cái, vậy các người cút ra khỏi Kiều gia cho tôi. Nói xong lời này, Kiều lão gia tử thở phì phò leo lên xe vút đi. Đẳng Nhàn, sao cháu có thể làm việc xúc động như vậy được? Lại dám động thủ với trưởng phòng bộ phận hạng mục của tập đoàn Hướng Thị.
Tiêu Quốc Đào có chút đau đầu nhìn Tề Đẳng Nhàn, cảm thấy hắn quá mức lỗ mãng, quả thực là làm việc bất kể hậu quả. Bàng Tú Vân cũng tức giận tới mức dậm chân, chỉ vào mũi Tề Đẳng Nhàn mắng, cậu còn ngại chưa hại nhà chúng tôi chưa đủ thảm đúng không? Cậu đúng là không phải thứ gì tốt mà, chuyên môn tới gây tai họa cho chúng tôi. Hiện giờ cậu nói thử xem chuyện này chúng ta nên giải quyết như nào. Nếu cậu không giải quyết được, chưa nói tập đoàn Kiều Thị chịu thiệt lớn mà ngay cả Thu Mộng cũng sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc. Kiều Thu Mộng khó có lúc khác thường nói, ba mẹ, hai người đừng mắng hắn, do hôm nay Trịnh Quang Minh quá đáng trước nên Tề Đẳng Nhàn mới vì con mà làm vậy. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu, nói, mọi người không cần lo lắng, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Trịnh Quang Minh không làm trưởng phòng được bao lâu nữa đâu, hạng mục tôi cũng sẽ giúp Thu Mộng cầm về tay được, đây là lời hứa của tôi. Mạnh miệng nói suông thì ai chả biết nói. Bàng Tú Vân lạnh lùng nói, nếu cậu có thể làm được như vậy, đêm nay tôi sẽ nấu nước rửa chân cho cậu. Không cần, đây hẳn là hiếu kính của vãn bối đối với trưởng bối, tôi chịu không nổi. Tề Đẳng Nhàn cười ha hả nói. Cậu mơ đẹp thật, thật đúng là tự cho rằng mình có thể làm được sao. Bàng Tú Vân tát một cái lên đầu Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn lại linh hoạt né tránh khiến Bàng Tú Vân hụt tay không nhẹ. Không nghĩ tới tên vương bát đản này vậy mà còn dám né tránh. Tôi đi tìm Trịnh Quang Minh giải quyết vấn đề trước, mấy người ngồi ở nhà chờ tin tốt của tôi đi. Tề Đẳng Nhàn nói. Nói xong lời này, hắn nhanh như chớp trực tiếp chạy lấy người. Bàng Tú Vân cắn răng nói, cái tên chó chết này chọc phải họa lớn như vậy còn làm như kiểu không có việc gì. Giờ lại cứ việc chạy như vậy. Mẹ, có lẽ hắn thật sự đi giải quyết việc này. Hơn nữa hắn thật sự đảm nhiệm chức phụ phó trưởng phòng ở trong tập đoàn Hướng Thị. Kiều Thu Mộng nhẹ nhàng nhấp môi nói một câu như vậy. Lời này khiến Kiều Quốc Đào và Bàng Tú Vân lắp bắp kinh hãi không thôi, kỹ càng tỉ mỉ hỏi lại sự việc đã qua. Bàng Tú Vân hừ lạnh nói, chỉ là phó trưởng phòng trong cái nơi khỉ ho cỏ gáy như bộ phận an ninh mà thôi, nói trắng ra chẳng qua chỉ là một tên bảo an quèn, có gì mà đắc ý chứ. Sau khi Tề Đẳng Nhàn rời khỏi Kiều gia, hỏi rõ ràng nơi Trịnh Quang Minh đang ở thì trực tiếp hướng thẳng bệnh viện mà tới. Thấy Tề Đẳng Nhàn xuất hiện ở trước mặt mình nhanh như vậy, da mặt Trịnh Quang Minh run run hai cái, hừ lạnh nói, phó trưởng phòng Tề tới đấy sao? Tề Đẳng Nhàn ý cười đầy mặt nói, thủ đoạn của trưởng phòng Trịnh hay thật, quay đầu lại đi uy hiếp tập đoàn Kiều Thị. Mày chính là Tề Đẳng Nhàn sao? Chính là tên phế vật này đánh lão đại của chúng ta. Con mẹ nó gan mày đúng là gan chó. Lão đại của chúng ta chính là anh họ của Hướng Tổng, mày dám ra tay với anh ấy như vậy, tao thấy là mày không muốn tiếp tục lăn lộn trong công ty nữa đúng không? Một tên bảo an quèn mà thôi, lại dám xuống tay đánh người phụ trách hạng mục tôn quý của chúng ta. Còn không mau lập tức quỳ xuống sám hối. Nhóm nhân viên thuộc bộ phận thương vụ phụ trách hạng mục tới thăm Trịnh Quang Minh một đám đều hận ý đầy mặt, muốn biểu hiện ở trước mặt Trịnh Quang Minh một phen. Trịnh Quang Minh đắc ý đầy mặt nói. Phó trưởng phòng Tề, cậu chuẩn bị gì để khiến tôi tha thứ cho cậu đây? Không, hẳn phải là anh nên chuẩn bị dùng lý do gì để tôi tha thứ cho anh mới đúng. Tề Đẳng Nhàn mặt lạnh nhìn Trịnh Quang Minh, chậm rãi nói. Lời này vừa ra khiến tất cả mọi người lập tức như ong vỡ tổ. Thứ gì vậy, đánh lão đại của chúng ta chưa tính còn dám nói loại lời nói như này. Thật sự cho rằng Hướng Tổng sẽ về phía mình sao? Hiện giờ Hướng Tổng đang ở phòng bên cạnh thăm trưởng phòng thương, đợi chốc lát cô ấy tới đây, tôi hy vọng cậu vẫn còn lá gan nói lại những lời ngu xuẩn này. Cho rằng mình mạnh một chút là có thể muốn làm gì thì làm sao. Xã hội hiện giờ không phải thời đại xem ai mạnh hơn thì có tiếng nói nhất đâu. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy những người này cứ rít rít bên tai như vậy rất ồn ào, có chút không kiên nhẫn nhíu mày lại. Trịnh Quang Minh cười lạnh nói, tha thứ cho tôi. Nếu không phải tôi thấy cậu cũng là nhân viên trong công ty, trực tiếp báo cảnh sát sẽ ảnh hưởng tới danh dự của công ty thì tôi đã sớm đưa cậu vào đó ngồi uống trà rồi. Hiện giờ cậu tới đây không những không biết hối cải mà còn dám dùng khẩu khí như vậy tới nói chuyện với tôi. Tôi nói rõ cho cậu biết. Nếu hôm nay cậu không tự tay và vỡ miệng mình, rồi lập tức lột sạch sẽ Kiều Thu Mộng đưa tới nhà tôi. Thì một giây sau tôi lập tức để tập đoàn Kiều Thị phá sản. Sau đó khiến cậu cút khỏi công ty. Anh ta và Thương Quân đều bị Tề Đẳng Nhàn đánh nhưng Thương Quân thảm hại hơn, xương cốt trên mặt biến dạng rồi còn dẫn tới chấn động não. Sự việc nháo lớn như vậy cũng khiến Hướng Đông Tinh bị kinh động tới,
Tề Đẳng Nhàn nhất định sẽ không có quả ngon để ăn, hiện tại anh ta không có gì phải sợ hãi cả. Nhìn xem cậu phế vật như nào đi, trưởng phòng chúng tôi nguyện ý ngủ với vợ cậu thì chính là để mắt tới cậu. Đúng thế, không phải loại phụ nữ tùy tiện nào cũng có thể lọt vào mắt xanh của trưởng phòng chúng tôi. Coi trọng vợ của cậu, hơn nữa nguyện ý cho cậu chỗ tốt chính là vinh hạnh lớn đối với cậu. Lão đại của chúng tôi thâm minh đại nghĩa, thông tình đạt lý như vậy, cậu còn không mau ba quỳ chín lại cảm tạ lão đại của chúng tôi. Một đám nhân viên của bộ phận phụ trách hạng mục này cũng đều có thái độ ương ngạnh như nhau, vô cùng kiêu ngạo, một đám nhao nhao mở miệng nói chuyện. Tề Đẳng Nhàn lại bình tĩnh đi tới trước giường bệnh của Trịnh Quang Minh. Mau quỳ xuống đi, Trịnh Quang Minh nhàn nhạt nói. Tề Đẳng Nhàn lại cứ từ trên cao như vậy nhìn xuống anh ta, trên mặt mang theo ý cười, nói, trong ngục giam của chúng tôi có một thiếu niên rất hung. Nói cái gì vậy, cái này có quan hệ gì với chuyện cậu quỳ xuống xin lỗi sao? Trịnh Quang Minh khinh thường nói. Tề Đẳng Nhàn không để ý tới anh ta, vẫn nói chuyện của mình, tên nhãi đó rất hung. Cậu ta chém một kẻ thù tới mức phải vào bệnh viện. Trên mặt mọi người đều lộ ra khinh thường, chỉ là sự việc nhỏ trong ngục giam mà thôi, có cái gì tốt mà khoe ra. Sau đó người kia không phục, muốn báo thù. Nhưng còn chưa kịp chờ người nọ tìm người tới trả thù, thiếu niên lại mang theo dao trực tiếp xông vào bệnh viện. Cậu ta ở trong bệnh viện hung hăng chém kẻ nọ, tổng cộng 18 vết. Một trận chém này không những khiến kẻ thù chịu thua mà càng không dám tiếp tục trêu chọc cậu ta nữa. Mọi người nghe xong lời này của Tề Đẳng Nhàn thì hơi sửng sốt. Trịnh Quang Minh phục hồi tinh thần lại, sắc mặt khó coi lạnh lùng nói, tôi cũng không tin cậu dám trong bệnh viện ở trước mặt những nhân viên này đụng tới tôi một lần nữa. Hướng tổng ở ngay phòng bên cạnh, cậu dám đụng tới tôi một chút thử xem. Đáng tiếc trong tay tôi không có dao, nói cách khác. Tôi thật sự rất muốn nhìn xem anh sau khi bị chém thêm 18 vết thì sẽ có cái dạng gì. Tề Đẳng Nhàn cười như không cười nói. Tên ngốc này, ở chỗ này giả thần giả quỷ muốn lừa gạt ai vậy chứ? Nếu cậu dám ở trong này động tới trưởng phòng Trịnh, tôi sẽ khiến cậu ở ngay chỗ này phải quỳ xuống. Hướng tổng đang ở ngay phòng bên cạnh thăm hỏi trưởng phòng Thương, cậu dám động vào trưởng phòng Trịnh một cái thử xem. Quay về tổng bộ sẽ thu thập cậu như nào? Nhóm nhân viên sôi nổi tỏ vẻ khinh thường. Tay Tề Đẳng Nhàn lại ngay lúc này hạ xuống, ấn vào ngón tay đang bó thạch cao của Trịnh Quang Minh. Trịnh Quang Minh kinh giận đan sen nói, Tề Đẳng Nhàn, cậu dám. Tề Đẳng Nhàn hơi hơi mỉm cười, nghiêm túc nói, tôi đương nhiên dám, bởi vì tôi chính là thiếu niên đó đây. Đi lên, đúng lúc điện thoại di động lại vang lên. Alo, trời ạ, Tổng Giám Đốc, anh vừa đi đâu vậy? Sao gọi cho anh mãi mà anh không nghe máy, bệnh viện bên này xảy ra chuyện rồi. À, trong miệng Trịnh Quang Minh phát ra tiếng hét như lợn giống, ngón tay vừa mới được uốn về lại một lần nữa bị bẻ gãy, có thể nghĩ tới có bao nhiêu thống khổ. Tề Đẳng Nhàn buông lỏng ngón tay của anh ta ra, khẽ cười nói, con người của tôi ấy mà, cực kỳ chán ghét loại người trước mặt một kiểu sau lưng một dạng. Một đám nhân viên bộ phận phụ trách hạng mục đứng xem trực tiếp ngây người. Mặc dù Hướng Đông Tinh ở ngay phòng bệnh cách vách thăm Thương Quân nhưng Tề Đẳng Nhàn dường như không hề để bụng chuyện đó, trực tiếp ở chỗ này bẻ gãy ngón tay của Trịnh Quang Minh một lần nữa. Khốn kiếp, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày, nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Chờ Hướng Tổng xử lý mày xong, tao lại báo cảnh sát tới bắt mày, nhất định phải khiến mày mọt gông ở trong ngục giam mười mấy năm. Hơn nữa nhất định phải là ở trong cái ngục giam mày làm cảnh ngục kia. Các phạm nhân trong đó nhất định rất vui lòng tra tấn mày giúp tao. Đến lúc đó tao sẽ miễn phí tới đưa cho mày hẳn hai dương xà phòng. Trịnh Quang Minh đau tới mức trực tiếp lăn từ trên giường xuống dưới đất, cả người đều run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gần như sắp ngất tới nơi. Tề Đẳng Nhàn nhấc Trịnh Quang Minh từ dưới mặt đất dậy, cầm một ngón tay khác của anh ta, mỉm cười nói, anh nhìn anh xem, nếu Thành Thành thật thật ký xong hợp đồng từ sớm thì không phải cả nhà đều vui sao? Sao cứ phải đùa giỡn giao kéo với tôi làm gì, vừa lãng phí sức lực của tôi, cũng khiến anh tự chịu tra tấn không phải sao? Mày dám bẻ gãy thêm một ngón tay của tao thì sẽ không phải ngồi tù đơn giản như vậy đâu. Trịnh Quang Minh hoảng sợ gào lên. Dừng tay, mau chóng thả trưởng phòng Trịnh ra, nếu không nhất định sẽ khiến cậu đẹp mặt. Có người lớn tiếng kêu. Bọn họ đương nhiên không thể làm gì Tề Đẳng Nhàn cả.
dù sao thì ngay cả cao thủ đệ nhất trong công ty là Thương Quân cũng bị Tề Đẳng Nhàn đánh tới mức chấn động não, sao bọn họ dám vì Trịnh Quang Minh mà đưa đầu mình ra được. Trịnh Quang Minh vội vàng nói, mau, mau sang cách vách cấp tốc mời Hướng Tổng lại đây. Tôi không tin tên hung đồ này dám ở trước mặt Hướng Tổng bẻ gãy ngón tay của tôi. Có mấy nhân viên phục hồi tinh thần lại vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng bệnh tới cách vách mời Hướng Đông Tinh sang. Đồ tạp chủng, mày xong đời rồi, mày dám đánh tao, lại còn đuổi theo tới bệnh viện đánh tiếp. Mày cảm thấy Hướng Tổng sẽ bỏ qua cho mày sao? Trịnh Quang Minh hung tợn nhìn Tề Đẳng Nhàn. Lát nữa Hướng Tổng tới đây rồi, nhìn thấy mày tra tấn tao như vậy, tất nhiên sẽ hoàn lại cho mày gấp trăm lần. Mày khiến trưởng phòng một bộ phận quan trọng như tao bị thương, còn đánh Thương Quân là công thần của tập đoàn Hướng Thị, mày cảm thấy bản thân mình sẽ có quả ngon gì để ăn sao? Ngón tay của Tề Đẳng Nhàn quả nhiên nới lỏng ra, không nắm chặt như vừa rồi nữa. Trịnh Quang Minh cười lạnh nói, ha, sợ rồi, sớm biết có ngày hôm nay thì hà tất gì lúc trước phải làm vậy. Hiện tại mày quỳ xuống bẻ gãy từng ngón tay của mình cho tao, tao có thể suy xét nói giúp mày hai câu ở trước mặt Hướng Tổng, ít nhất có thể khiến cô ta khoan dung với mày hơn chút, không đến mức để mày chết thảm như vậy. Sao nào, nghe không hiểu lời tao nói sao? Tề Đẳng Nhàn nghĩ nghĩ rồi nói. Hóa ra là anh cảm thấy Hướng Đông Tinh nhất định sẽ xử lý tôi có phải không? Trịnh Quang Minh liên tục cười lạnh. Vậy được rồi, ngón tay này của anh tạm thời giữ lại trước, chờ Hướng Đông Tinh tới đây rồi tôi lại bẻ cho cô ta xem. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói, đừng cho rằng là tôi đang hù dọa anh, tôi nói thật đấy. Tên nhãi này quá cuồng vọng rồi, lại còn ở trước mặt Hướng Tổng bẻ gãy ngón tay của trưởng phòng Trịnh. Đây là nhất định phải khiến Hướng Tổng khó chịu sao? Hắn cho rằng hắn là cái gì chứ, cảm thấy Hướng Tổng sẽ về phe hắn sao? Theo tôi thấy, dựa vào tính tình của Hướng Tổng, nhất định sẽ chỉnh chết hắn. Món lòng này quá càn rỡ rồi, tất nhiên Hướng Tổng sẽ lấy hắn làm gương để răn đe cảnh cáo. Tề Đẳng Nhàn lại khẽ mỉm cười, lúc này hắn đã rõ ràng Hướng Đông Tinh dụng tâm hiểm ác cỡ nào. Khó trách trước tiên rào qua mình rồi lại chạy tới một tên ghê tởm như Trịnh Quang Minh này. Hoàng đế thời cổ muốn xử lý một số người hơn phân nửa cũng sẽ dùng biện pháp như này đi. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn nghĩ, cảm thấy có chút khó chịu, dù sao cũng là bị lợi dụng, hơn nữa còn khiến Kiều Thu Mộng chịu ủy khuất. Một tát Kiều lão gia tử đánh vào mặt Kiều Thu Mộng kia hắn cũng không có khả năng sẽ đánh trả lại, dù sao thì đó cũng là trưởng bối, hơn nữa tuổi tác cũng đã cao. Hướng Tổng tới rồi. Không biết rằng ai kinh hô một tiếng, sau đó trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Tiếng giày cao gót gõ xuống mặt đất truyền đến tiếng vang thanh thúy, đập vào mắt trước tiên là đôi chân dẫm trên giày cao gót đầu nhọn cao 7 cm, sau đó là tất chân màu đen bao vây đôi đùi ngọc thon dài. Từ dưới nhìn lên chính là dáng người không có chỗ nào có thể bắt bẻ được, đương nhiên là trên mặt cũng thế. Chẳng qua là khí chất của cô ta lãnh khốc quá mức khiến người nhìn thôi đã thấy sợ. Loại khí chất lạnh băng này của cô ta cũng khiến đàn ông phải sợ hãi khi ở chung một phòng với cô ta có thể hay không sẽ bị loại băng này của cô ta dọa cho đột nhiên ngất xỉu hay không. Hướng Tổng tới chủ trì công đạo cho tao rồi, mày con mẹ nó tiếp tục ngông đi tao xem. Không phải muốn bẻ gãy ngón tay của tao ở trước mặt Hướng Tổng sao? Sao không nói tiếp đi, sao không ngông nữa đi? Trịnh Quang Minh lớn tiếng kêu to, tựa như mang theo chút hứng thú diễn kịch. Tề Đẳng Nhàn quay đầu nhìn Hướng Đông Tinh, không tự chủ được so sánh dáng người của cô ta và Lý Vân Uyển tối hôm qua cũng không khác gì nhau lắm. Lão tử nói chuyện mày không nghe thấy sao? Giả vờ câm điếc hả? Mày cho rằng chỉ cần giả câm giả điếc là có thể lừa gạt qua mắt được sao? Mày bẻ gãy ngón tay của lão tử 2 lần, mày cảm thấy chuyện này chỉ cần giả vờ câm điếc là có thể cho qua sao? Mau quỳ xuống cho tao. Trịnh Quang Minh càng nói càng tức. Trực tiếp giơ tay lên tát một cái xuống đầu Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn đầu cũng không ngoảnh bắt được tay phải của anh ta, ngón tay cái nhấn ở mu bàn tay của anh ta, 4 ngón tay khác nhẹ nhàng bắt được bàn tay, cũng không biết hắn dùng lực như nào mà nhìn cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ như lật bàn tay mà thôi. Răng rắc, một tiếng giòn tan vang lên từ xương cốt của Trịnh Quang Minh so với tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất còn vang hơn, sau đó là tiếng Trịnh Quang Minh vô cùng thống khổ kêu lên. Ngay cả Hướng Đông Tinh thấy một màn như vậy cũng hơi nhíu mày lại. Tuy rằng Tề Đẳng Nhàn không có tính cách lãnh khốc như cô ta nhưng thủ đoạn đối phó người thì lại cực kỳ tàn bạo. Họ Tề kia điên thật rồi,
vậy mà dám đánh trưởng phòng Trịnh ngay trước mặt Hướng tổng. Vừa rồi mới chỉ là bẻ gãy ngón tay của trưởng phòng Trịnh, vậy mà giờ toàn bộ bàn tay đều bị bẻ gãy rồi. Tôi cũng không có cách nào tưởng tượng ra cảnh hắn bị Hướng tổng trừng trị như nào nữa rồi. Mọi người thấy một màn này đều hãi hùng khiếp vía, một đám thở hổn hển ngay cả dám cũng không dám thả. Trịnh Quang Minh đau tới mức lăn lộn ở trên giường, thảm thiết kêu, Hướng tổng. Đông Tinh, cô phải làm chủ cho tôi. Tập đoàn Hướng thị của chúng ta từ khi nào lại có một tên người ngoài kiêu ngạo như vậy? Hướng Đông Tinh thần sắc bình tĩnh đi tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn hỏi, hả giận rồi. Nghe thấy câu nói đó mọi người đều sửng sốt, bao gồm cả Trịnh Quang Minh đang lăn lộn ở trên giường cũng trong lúc ngắn ngủi quên mất cả đau đớn. Không khác biệt lắm, Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, nhàn nhạt đáp lại. Hướng Đông Tinh lại nói, hả giận là được rồi. Tề Đẳng Nhàn bĩu môi, người phụ nữ này là cố ý giẫm to như vậy đúng không? Chờ tới khi hắn chút giận xong không khác biệt lắm mới xuất hiện, rõ ràng là cực kỳ am hiểu lòng người. Đông Tinh, cô có ý gì thế? Trịnh Quang Minh kinh ngạc hỏi. Anh lợi dụng chức quyền đùa giỡn muốn chơi quy tắc ngầm vợ người ta, chẳng lẽ không nên bị người ta đánh sao? Tôi nên chủ trì công đạo như thế nào giúp anh đây? Hay là về sau anh muốn tôi phải cổ vũ cao tầng trong công ty đi quy tắc ngầm với vợ con của cấp dưới? Hướng Đông Tinh quay đầu, giữa hai mắt tràn đầy hàn quang lạnh nhạt nói, Trịnh Quang Minh, tôi nhịn anh rất lâu rồi, là anh tự mình đưa nhược điểm tới trong tay tôi, vậy cũng đừng trách vì sao tôi lại động vào anh. Trịnh Quang Minh sợ tới mức cả người run lên, lúc này mới nhớ tới vị em họ trước mặt này chính là người tàn nhẫn có thể ôm theo lọ cho cốt của cha mẹ tới trước mặt hội đồng quản trị cạnh tranh quyền nắm giữ công ty. Lời nói của Hướng Đông Tinh trực tiếp khiến lòng Trịnh Quang Minh rơi xuống đáy vực. Ngay lập tức bãi bỏ chức vụ trưởng phòng bộ phận phụ trách hạng mục của Trịnh Quang Minh, để phó trưởng phòng bộ phận an ninh lên tạm thay. Hướng Đông Tinh nhẹ nhàng bâng quơ hạ xuống một mệnh lệnh. Tề Đẳng Nhàn nghe vậy thì sửng sốt, loại chuyện làm buôn bán này không phải là thế mạnh của hắn. Trịnh Quang Minh giận dữ nói, Hướng Đông Tinh, cô đừng có quá đáng. Chúng ta dù nói như nào đi nữa cũng là người thân, cô hướng về người ngoài như vậy. Hướng Đông Tinh lạnh lùng nói, những năm gần đây chuyện anh ăn cây táo, rào cây sung còn ít sao. Có muốn tôi lấy chứng cứ ra cho anh xem trước rồi đưa anh lên tòa án ngồi luôn không? Cho anh cái bậc thang thì anh cứ ngoan ngoãn mà xuống đi, không cần thiết phải ở chỗ này lại nhải dài dòng với tôi làm gì. Nói thêm nửa câu vô nghĩa nữa, tôi sẽ khiến anh nửa đời sau vượt qua ở trong ngục giam. Lời này vừa ra khiến Trịnh Quang Minh cảm thấy từ cổ trở xuống lạnh toát cả người, sợ tới mức run rẩy không dám nói thêm câu nào nữa. Nhóm nhân viên bộ phận phụ trách hạng mục cũng đều có chút há hốc mồm, vừa rồi chính bọn họ đã hung hăng đắc tội với Tề Đẳng Nhàn ở trong phòng bệnh này, nói không ít chuyện cùng với lời cợt nhả. Hiện giờ Tề Đẳng Nhàn trực tiếp trở thành lão đạo của bọn họ, đến lúc đó sẽ bị hắn chỉnh như thế nào đây? Thương quân bên kia chỉ bị Hướng Đông Tinh nhẹ nhàng phê bình hai câu, khấu trừ tiền thưởng một quý là xong việc. Hiện tại anh là người quản lý bộ phận phụ trách hạng mục. Tùy tiện cấp cho tập đoàn Kiều Thị mấy cái hạng mục nhỏ cũng sẽ không gặp phải trở ngại gì. Hướng Đông Tinh nhàn nhạt nói. Cái này đúng là đánh người một cái tát rồi lại cho quả táo ngọt, thủ đoạn xuống tay của Hướng Tổng đúng thật là cao minh. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói. Hướng Đông Tinh chính là muốn mượn cơ hội chuyện này loại bỏ Trịnh Quang Minh nên vốn dĩ không hề chào hỏi qua với bất kỳ ai của bộ phận hạng mục, khó trách Kiều Thu Mộng lại bị Trịnh Quang Minh nhắm tới. Thân sắc của Hướng Đông Tinh lạnh băng nói, tài chính tập đoàn hiện giờ quay vòng khó khăn, rất nhiều sản nghiệp sắp không trụ nổi. Nếu còn tiếp tục như vậy, lại thêm có tập đoàn Từ Thị và tập đoàn Hổ Môn tài chính khổng lồ nghiền ép, như thế thì tập đoàn Hướng Thị chỉ còn nước đi phá sản mà thôi. Tôi muốn hỏi anh giúp tôi giải quyết chuyện này thế nào đây? Tề Đẳng Nhàn cười, cô cứ tạm thời ứng phó trước đã, chờ khi nào Ngọc Tiểu Long nhúng tay vào thì tôi lại ra tay cũng chưa muộn. Hướng Đông Tinh không vui, nếu Tề Đẳng Nhàn đã nói như vậy tức là hắn đã có cách giải quyết vấn đề khó khăn tài chính của tập đoàn, nhưng hắn lại không muốn ra tay ngay lúc này, như vậy sẽ khiến trình độ nhất định của tập đoàn Hướng Thị bị tổn thất. Nhưng nếu người cuối cùng thắng lợi là tập đoàn Hướng Thị, vậy chút tổn thất đó cũng không tính là gì. Chỉ mong sao anh đừng khiến tôi thất vọng, Hướng Đông Tinh hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng bâng quơ phất phất tay. Sau đó rời khỏi trực tiếp đi tìm phó trưởng phòng bộ phận phụ trách hạng mục.
Phó trưởng phòng nhìn thấy hắn thì nơm nấp lo sợ, Tề Đẳng Nhàn thấy vậy thì nói, chẳng qua tôi chỉ tạm thay mà thôi, hơn nữa tôi cũng không thành thạo việc buôn bán. Các hạng mục trong bộ phận vẫn là anh tới quyết định đi. Hiện giờ tôi cần mấy hạng mục nhỏ có thể kiếm ra tiền trước đặt ở trên miếng đất Tân Thế Kỷ đó, anh sắp xếp giúp tôi một chút. Tề Đẳng Nhàn từ bộ phận phụ trách hạng mục rút ra 3 hạng mục nhỏ, trong đó 2 cái đưa cho Kiều Gia nhận thầu, cái còn lại chuẩn bị đưa cho Lý Vân Uyển của tập đoàn Mộc Tử. Thấy Tề Đẳng Nhàn thật sự lấy được hạng mục trở về khiến cho 3 người Kiều Gia đều lắp bắp kinh hãi không thôi. Bàng Tú Vân trầm mặc một lát rồi mới nói, cái này thì có gì mà hiếm lạ, nghĩ đến cũng là hướng tổng thông tình đạt lý mà thôi. Trịnh Quang Minh làm việc quá phận quá mức khiến thanh danh của tập đoàn Hướng Thị bị ảnh hưởng, đây là bồi thường của hướng tổng thay cho anh ta mà thôi. Kiều Quốc Đào lại nhẹ nhàng thở ra, nói, dù nói như nào đi chăng nữa thì chuyện này cũng do Đẳng Nhàn hỗ trợ giải quyết một tay. Tú Vân, bà đi chợ một chuyến đi, chốc lát chúng ta làm một bàn tiệc để cả nhà ăn mừng một chút. Kiều Thu Mộng cũng như chút được gánh nặng, cười cười với Tề Đẳng Nhàn, anh vất vả rồi, cảm ơn anh. Chuyện nhỏ thôi, không tốn bao nhiêu sức, thái độ của Tề Đẳng Nhàn rất bình tĩnh nói. Bàng Tú Vân cũng hừ lạnh nói, kiêu ngạo cái gì chứ? Nếu không phải là hướng tổng thông tình đạt lý thì cậu có thể chiếm hời sao? Nói thế nhưng lúc tối đến, Bàng Tú Vân vẫn làm một bàn đồ ăn ngon tới chúc mừng một phen. Hai hạng mục này hẳn là có thể kiếm được một số tiền lớn. Cũng đủ để đền bù vào chỗ thiếu hụt lúc trước tôi đầu tư vào Trương Thị thất bại, có thể lợi nhuận cho năm nay cũng đủ luôn. Kiều Thu Mộng thoải mái nói. Đầu tư vào Trương Thị thất bại vẫn luôn là lý do mà hội đồng quản trị dùng để công kích cô ta, nhưng có hai hạng mục này rồi thì rất nhanh là có thể kiếm được không ít tiền. Tề Đẳng Nhàn, không phải cậu nói thung lũng giết người đó sẽ tăng giá trị đất sao? Cậu dứt khoát nói chuyện với hướng tổng. Để cô ta thu mua hết mấy cái hợp đồng này đó trong tay tập đoàn Kiều Thị đi. Bàng Tú Vân nói. Kiều Quốc Đào đối với tâm tư chỉ nhìn lợi ích này của Bàng Tú Vân thì xấu hổ không thôi, nói với Tề Đẳng Nhàn, đừng nghe gì bàng của cháu nói. Tề Đẳng Nhàn lại nói, vẫn nên giữ lại đi, chỗ đất đó thật sự sẽ tăng giá, giữ ở trong tay đối với tập đoàn Kiều Thị mà nói chính là một nước cờ tốt. Bàng Tú Vân cả giận nói, cậu không cần phải ăn cây táo rào cây sung như vậy. Cậu là chồng của Thu Mộng, đầu tiên phải hướng về lợi ích của Kiều gia trước, tập đoàn Hướng Thị đối với cậu chỉ là người ngoài mà thôi. Cậu để hướng tổng thu mua lại hợp đồng trong tay chúng ta thì có làm sao? Chúng ta chịu thiệt một chút, chỉ cần nửa giá thôi cũng được. Mẹ, chuyện này mẹ đừng nói nữa. Thông qua hạng mục này chúng ta cũng có thể bù đắp thiếu hụt lúc trước rồi. Miếng đất này tạm thời cứ giữ lại trước, chờ có người thu mua rồi lại tính tiếp. Kiều Thu Mộng bất đắc dĩ lắc đầu. Không muốn Bàng Tú Vân tiếp tục dây dưa không rõ vấn đề này nữa. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ cười cười, không nói nữa. Kiều Thu Mộng còn nói thêm, chờ kiếm đủ tiền rồi sẽ đưa chỗ tiền thừa sau khi chia đều cho thân thích cho hắn. Dù sao thì chuyện đầu tư vào Trương Thị cũng do cô ta nhắc tới trước, có tổn thất cũng nên do cô ta gánh vác. Tề Đẳng Nhàn cũng không để ý lắm. Ngày hôm sau như thường lệ lượn lờ qua ở tập đoàn Hướng Thị một vòng trước. Chờ tới buổi chiều rồi Tề Đẳng Nhàn mới tới sân bay Trung Hải chờ trực thăng tới đón. Ở sân bay người đến người đi, mỗi người đều ăn mặc khéo léo hoa lệ, chỉ có Tề Đẳng Nhàn một thân trang phục giản dị có vẻ không hợp lắm. Bọn họ đều tới tham dự tiệc tối sinh nhật 25 tuổi của Hoàng Tình Ca. Mọi người đều biết thiên kim nhà thị trưởng Hoàng vì mẹ mất mà chịu đả kích, mấy năm gần đây hầu như không bước chân ra khỏi cửa, mắc phải bệnh tâm lý nghiêm trọng. Hiện giờ đột nhiên tổ chức yến hội sinh nhật hiển nhiên là không giống bình thường, nên người được mời cũng tới không ít. Sao anh lại ở đây? Kiều Thu Mộng mặc một thân váy dạ hội đỏ lồng lộn nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì khiếp sợ hỏi. Chuyện này vốn dĩ cô ta không hề nói cho Tề Đẳng Nhàn biết, chỉ chuẩn bị một người tới tham gia. Dù sao thì có sự cố ở tiệc tối của tập đoàn Hướng Thị lúc trước khiến trong lòng cô ta vẫn còn sợ hãi, sợ Tề Đẳng Nhàn sẽ trong trường hợp như này gây ra chuyện gì không nên. Tề Đẳng Nhàn thấy Kiều Thu Mộng thì cũng có chút ngoài ý muốn, cười cười nói, đương nhiên là tới tham gia tiệc tối sinh nhật của Hoàng Tình Ca rồi. Lý Vân Uyển diện một thân lễ phục màu xanh lơ đi tới, cánh quạt của trực thăng thổi đến khiến tóc cô ta có chút hỗn loạn, cô ta cười nhạt nói, Mộng Mộng, ngài Tề, các người so với tôi còn tới sớm hơn vậy. Này này này, Mộng Mộng cậu cũng thật quá đáng đó, trường hợp như này cũng không nỡ mua cho ngài Tề một bộ quần áo ra hình ra dạng được sao?
không sợ hắn ném mặt mũi của cậu đi hả? Nếu sớm biết ngài Tề Anh không có nổi một bộ tây trang ra hồn thì tôi đã giúp anh mua một bộ rồi. Mặt đẹp của Kiều Thu Mộng tức khắc nghẹn đỏ bừng, không vui nói, tớ mua giúp hắn rồi, nhưng chính hắn không muốn mặc đấy chứ. Đúng lúc này lại có một chiếc trực thăng đáp xuống, vừa lúc bên trong không có ai, ba người trực tiếp tiến lên. Sinh nhật của Hoàng Tình Ca được tổ chức trên một tàu biển du lịch cách đây mấy trăm km hải ngoại, cách một giờ sẽ có trực thăng đáp xuống đón khách lên thì mới tới đó được. Đừng nghi ngờ gì cả, đây chỉ là cách sinh hoạt của người có tiền mà thôi. Ba người lên trực thăng một lúc rồi lát sau cũng có mấy nhà phú quý tới đón trực thăng. Số ghế bên trong lập tức có vẻ chen chúc hẳn, ba người Lý Vân Huyền, Kiều Thu Mộng và Tề Đẳng Nhàn chỉ có thể ngồi dồn vào một chỗ. Anh sang đối diện ngồi đi, Kiều Thu Mộng nhấp nhấp môi, mở miệng nói. Tề Đẳng Nhàn không sao cả, nhưng lại bị Lý Vân Huyền kéo tới ngồi ở bên cạnh cô ta, không cần phải dựa gần vào Kiều Thu Mộng. Chúng ta ba người quen biết trước ngồi gần nhau cũng tốt, tuy rằng ngài Tề không mặc lễ phục một thân quần áo này cũng không hề lôi thôi mà. Lý Vân Huyền thoải mái hào phóng nói. Kiều Thu Mộng kinh ngạc liếc mắt nhìn Lý Vân Huyền một cái, lúc trước khuê mật của mình còn khịt mũi coi thường khinh thường, hiện giờ sao thái độ lại thay đổi lớn như vậy. Chính mình không muốn ngồi ở bên cạnh hắn, cô ta ngược lại rất vui lòng, còn mở miệng nói chuyện giúp là sao. Lúc này Tề Đẳng Nhàn mới hiểu được là Kiều Thu Mộng cảm thấy mình ăn mặc không được tử tế nên không muốn ngồi chung một chỗ với hắn. Nhưng đối với những việc này hắn cũng không quá để ý, chỉ cười nhạt cho qua. Mà mấy người vừa lên trực thăng sau khi thấy Tề Đẳng Nhàn một thân trang mục giản dị thì đều rất kinh ngạc, có một số là khinh thường, còn lại là nghi hoặc. Đây chính là lần đầu tiên thị trưởng Hoàng tổ chức yến hội quy mô lớn cho thiên kim nhà mình mà người này lại chỉ mặc một bộ trang phục giản dị như vậy. Có chuyện gì vậy chứ? Kiều Thu Mộng chú ý tới ánh mắt của những người đó thì cảm thấy hết sức xấu hổ, cũng may Tề Đẳng Nhàn không dán mấy cái nhãn linh như Kiều Thu Mộng là vợ của tôi lên trán. Lý Vân Huyền ngược lại rất tự nhiên hào phóng, tháo tai nghe chống ồn xuống vừa nói vừa cười với Tề Đẳng Nhàn. Ngài Tề, lần sau anh muốn tham gia mấy loại trường hợp như này mà không có quần áo thích hợp thì có thể gọi điện cho tôi để người ta tới lấy số đo may cho anh hoặc mua đồ có sẵn đều được. Lý Vân Huyền cười cười. Không cần, tôi cũng không phải rất thích mặc chính trang. Tề Đẳng Nhàn nói, đối với mấy thứ như này đều không để ý chút nào. Đột nhiên có gió to thổi tới khiến trực thăng sóc nảy một chút. Lý Vân Huyền bị sóc nảy tới mức hung hăng lăn vào trong ngực Tề Đẳng Nhàn, tay trái theo bản năng nắm chặt lại, không ngờ đó chính là bụng dưới của Tề Đẳng Nhàn, thân hình thướt tha đó cũng trực tiếp đâm sầm vào lòng hắn. A, mẹ kiếp, Tề Đẳng Nhàn không nhịn được phát ra một tiếng gầm nhẹ, cũng may là tiếng chuyển động của cánh quạt rất lớn, mà mọi người đều đeo tai nghe chống ồn nên không ai nghe thấy. Lý Vân Huyền vội vàng rụt tay mình về, xấu hổ đầy mặt. Kiều Thu Mộng vội vàng tháo tai nghe xuống, lớn tiếng hỏi, Vân Huyền, cậu không sao chứ? Không sao không sao, Lý Vân Huyền vội vàng nói. Kiều Thu Mộng chú ý tới sắc mặt không thích hợp của Tề Đẳng Nhàn thì cũng muốn hỏi thăm một chút, nhưng nghĩ nghĩ một lúc rồi lại thôi. Thấy trên mặt Tề Đẳng Nhàn có chút thống khổ, Lý Vân Huyền vội hỏi, anh không sao chứ? Có phải khiến anh bị thương rồi không? Muốn tôi xoa xoa giúp anh không? Xoa em gái cô, Tề Đẳng Nhàn tức giận trả về một câu, kim trung cháo và thiết bố sam của hắn còn chưa luyện tới trình độ này, hơn nữa lúc đó còn là tập kích đột ngột nên hắn không hề có cơ hội chuẩn bị. Hít một hơi mấy ngụm khí lạnh mới có thể khiến đau đớn của bản thân giảm bớt một chút. Lý Vân Huyền cũng có chút áy náy, nửa người mềm như bông dán ở trên cánh tay của Tề Đẳng Nhàn xin lỗi, sorry ngài Tề, tôi cũng không phải cố ý. Nếu anh không hài lòng thì có thể đánh tôi vài cái mà. Thanh âm của cô ta rất dễ nghe, mang theo từ tính nhẹ nhẹ cho người ta một loại cảm giác mềm mềm mại mại. Cảm nhận được ôn hương Nguyễn Ngọc dán trên cánh tay mình, còn có lời nói nhỏ nhẹ ở bên tai, Tề Đẳng Nhàn cảm giác cũng không còn đau như vậy nữa. Giọng nói này thật là, không đúng không đúng, ngực này cũng thật mềm. Mình lại nghĩ cái gì vậy chứ? Hắn lắc đầu một chút, hơi xê dịch về hướng cửa khoang. Lúc này mới thoát khỏi trạng thái đầu óc tâm viên ý mã. Nhưng toàn bộ chỗ ngồi trong cabin cũng chỉ lớn như vậy, hắn xê dịch như vậy cũng không đáng là bao. Vài lần gặp phải gió biển thổi tới sóc này như vậy, va đập đập cũng không tránh khỏi, sau vài lần va chạm như vậy, sắc mặt của Lý Vân Huyền hơi đỏ bừng lên.
Tố chất của phi công này cũng quá kém rồi. Sau khi ngược lại một lần nữa đụng phải cánh tay của Tề Đẳng Nhàn, trong lòng Lý Vân Huyền không nhịn được phun tào một câu. Tuy rằng Kiều Thu Mộng dọc theo đường đi không nói gì nhưng cũng luôn chú ý tới việc Lý Vân Huyền luôn tìm Tề Đẳng Nhàn nói chuyện phiếm. Cái này khiến cô ta rất khó hiểu, sao Lý Vân Huyền và Tề Đẳng Nhàn lại quen thân nhau như vậy? Vân Huyền, sao cậu cứ nói chuyện với hắn suốt thế? Kiều Thu Mộng hỏi. Tớ cảm thấy ngài Tề rất không tồi mà, sao nào, cậu ghen hả? Lý Vân Huyền cười nhạt trả lời. Cánh quạt chuyển động che giấu âm thanh nói nhỏ khe khẽ giữa hai người, người ngoài không thể nào nghe rõ được. Nhưng thính lực của Tề Đẳng Nhàn lại không như bình thường, có thể nghe thấy rõ ràng rành mạch. Kiều Thu Mộng khinh thường bĩu môi nói, hắn không xứng đâu. Cậu cho rằng chỉ một quyển hôn thú là đã có thể buộc chặt nửa đời còn lại của mình sao? Lý Vân Huyền lập tức nói, có một số người là ngọc thô chưa được mài giũa, cậu phải quan sát tinh tế thật kỹ thì mới có thể phát hiện ra kinh hỉ, mình cảm thấy cậu nên nhìn kỹ lại hắn một chút đi. Thôi bỏ đi, Kiều Thu Mộng lắc lắc đầu, dưa hái xanh không ngọt, chưa kể đấy vốn chỉ là ý của ba mình không hề có hứng thú với hắn, mà hắn cũng không xứng với mình. Lý Vân Huyền ha hả cười, sau đó nửa thật nửa giả đáp, nếu cậu đã không cần hắn, vậy mình có thể vui lòng nhận được không? Đến lúc đó cậu đừng có trách mình hoành đao đoạt ái là được. Gớm, lòng dạ cậu sao có thể thấp hơn mình được, nếu cậu đã nhìn chúng hắn thì dứt khoát tặng cậu luôn đó. Kiều Thu Mộng cười lạnh nói, chỉ cho rằng đây là lời nói đùa của Lý Vân Uyển với mình. Vậy thì còn gì bằng, dù sao mình cũng không có bạn trai. Lý Vân Uyển cười hì hì nói. Kiều Thu Mộng trợn mắt liếc cô ta một cái, nói, ba cậu giới thiệu cho cậu có người nào mà không ưu tú tuấn kiệt. Cậu còn thiếu điều đi tìm vết sai ở chỗ mình sao? Lời của hai người Tề Đẳng Nhàn đều nghe được rành mạch, rõ ràng đã sớm đoán trước được ở trong lòng rồi nhưng khi nghe thấy chính miệng Kiều Thu Mộng thừa nhận thì ít nhiều gì cũng vẫn có chút khiến người cảm thấy khó chịu. Rất nhanh, một con thuyền lớn chở khách xa hoa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hoàng gia đúng là có tiền thật đấy, Lý Vân Huyền không nhịn được cảm khái một câu. Đó là điều tất nhiên rồi. Anh cả của thị trưởng Hoàng chính là thương nhân chứ danh, chiếm thứ 5 trên bảng xếp hạng Forbes đấy. Kiều Thu Mộng nói. Chờ trực thăng hạ xuống ở trên sân thượng xong, Tề Đẳng Nhàn gần cửa khoang nhất nên đương nhiên cũng là người đi xuống đầu tiên. Sau đó hắn vươn tay, đỡ được tay nhỏ của Lý Vân Uyển rồi thì đỡ cô ta xuống dưới. Cảm ơn ngài Tề, Lý Vân Uyển mịt mờ vươn tay, lúc rơi xuống đất thì mang theo 10 phần ý vị đùa giỡn tiện tay vỗ vỗ mông Tề Đẳng Nhàn một chút. Kiều Thu Mộng thấy rõ bộ dạng Tề Đẳng Nhàn đưa tay đỡ Lý Vân Uyển xuống khỏi trực thăng thì hung hăng nhướng lông mày, sau đó giận dỗi hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm, mình sẽ không ghen đâu, với loại người như vậy thì có gì hay mà phải ăn dấm chứ. Còn nữa, Vân Uyển sẽ nhìn chúng anh ta sao? Tâm tư của cậu ấy cũng không hề thấp hơn mình chút nào. Đối mặt với đôi tay của Tề Đẳng Nhàn duỗi tới, Kiều Thu Mộng trực tiếp làm như không thấy mà đỡ cửa khoang tự mình nhảy xuống. Tề Đẳng Nhàn cũng không xấu hổ, tùy tiện rút tay về. Một màn này khiến những người ngồi cùng trực thăng bật cười thành tiếng. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga sao? Một thân trang phục như vậy còn muốn biểu hiện phong độ thân sĩ. Muốn thân sĩ thì cũng phải có tiền trước mới được, nếu không nhiều lắm cũng chỉ là một thư sinh nghèo. Một vị phu nhân che miệng nhẹ nhàng cười. Kiều Thu Mộng nghĩ thầm, hắn không ăn nổi đâu. Người tới tham gia tiệc tối sinh nhật của Hoàng Tình Ca hôm nay phần lớn đều là nhân vật có uy tín danh dự ở Trung Hải và phụ cận. Kiều Thu Mộng vừa xuống trực thăng đã thấy mấy người bạn cũ, lập tức bị bọn họ kéo qua cùng vui sướng ăn uống nói chuyện. Lý Vân Uyển lại đi theo Tề Đẳng Nhàn ăn này uống nọ, khác hoàn toàn với phong cách ngày thường của cô nàng. Trước kia nếu có trường hợp như ngày hôm nay thì cô ta sẽ chủ động tìm người giao tiếp, mở rộng mối quan hệ của mình. Nhưng hiện tại không giống trước nữa mà chỉ đi theo Tề Đẳng Nhàn ăn ăn uống uống. Cô ta đi theo Tề Đẳng Nhàn mặc một thân trang phục giản dị đi khắp nơi trên tàu chở khách ăn ăn uống uống thì tất nhiên sẽ bị không ít người chỉ trỏ, nhưng này đó cô ta đều không để ý chút nào. Ngài Tề, anh tự mình cẩm y dạ hành hình như không được tốt cho lắm thì phải. Không bằng anh tìm một cơ hội dẫn Mộng Mộng về Sơn Trang Vân Đỉnh thử xem. Lý Vân Uyển hỏi. Biệt thự đó lại không phải do tôi tự mình mua. Người khác cho mà thôi, có gì hay mà dẫn người về. Tề Đẳng Nhàn nói, hắn vốn dĩ không có hề có ý định này. Lý Vân Uyển cười cười,
Trên thực tế thì chỉ cần Tề Đẳng Nhàn lộ ra thân phận là chủ nhân của Vân Đỉnh Thiên Cung, là toàn bộ thành phố Trung Hải, thậm chí là bao gồm cả tỉnh Đông Hải cũng sẽ không còn ai dám khinh thường hắn. Người có thể ở trong Vân Đỉnh Thiên Cung thì sẽ có nội tình và bối cảnh như nào chứ? Dù sao thì đó cũng là căn biệt thự mà Ngọc Tiểu Long muốn dựa vào quan hệ để mua cũng không thể mua được. Ha ha, Tề Đại Sư, cuối cùng cậu cũng tới rồi, tôi còn tưởng rằng hôm nay cậu sẽ cho tôi leo cây chứ. Sau khi Hoàng Kỳ Bân nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì lập tức đi lên chào hỏi. Lão Hoàng, thủ pháp của kỹ sư Triều Tiên và nước Kiệt Bành kia như thế nào? Tề Đẳng Nhàn vừa mở miệng là hỏi một câu như vậy. Tươi cười trên mặt Hoàng Kỳ Bân có chút cứng đờ, chung quanh có nhiều người như vậy, sao lại lấy chuyện này ra làm tiền đề câu chuyện chứ? Cứ phải nhớ mãi không quên như vậy sao? Tề Đẳng Nhàn nói, anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn biết rằng bọn họ có năng lực để dừng chân ở Hoa Quốc hay không thôi, không có ý gì khác. Hoàng Kỳ Bân vội vàng chuyển sang đề tài khác. Lý Vân Uyển ở một bên đen mặt, cảm thấy đàn ông không phải là thứ gì tốt. Đi, tôi dẫn cậu tới sòng bạc chơi hai vòng, thắng thua đều tính cho tôi. Hoàng Kỳ Bân không muốn Tề Đẳng Nhàn tiếp tục nhắc tới chuyện này nữa, lôi kéo hắn đi vào đại sảnh bên trong tàu chở khách. Lý Vân Uyển đắn đo một chút rồi cũng không đi theo nữa, có đôi khi một khoảng cách thích hợp như gần như xa mới là ái muội hoàn mỹ nhất. Quy mô sòng bạc thiết kế ở trên tàu chở khách rất không tệ, người chia bài và bảo an bên trong đều là chuyên gia được thuê từ sòng bạc thành phố Kinh Đảo tới, dựa vào thế lực của hoàng gia thì đây không phải việc gì khó. Tề Đẳng Nhàn ở giữa bữa tiệc nhìn thấy Hướng Đông Tinh mặc một thân váy lễ phục màu trắng, trước ngực khoét chữ V xuống sâu, vạt váy xẻ tà tới ngang đùi, cực kỳ gợi cảm. Trên tai cô ta đeo khuyên tai kim cương, trên cổ đeo một chuỗi vòng cổ trân châu, trên cổ tay đeo ba cái vòng tay, phô bày một thân khí chất lên đến đỉnh cao. Loại lãnh diễm như vậy khiến vô số đàn ông nhìn vào đều sẽ chùn bước. Giờ khắc này cô ta đang ngồi ở một bên bàn, có vẻ như là đang đánh bài với người khác. Trên bàn bài ngoại trừ cô ta còn có cả Từ Ngạo Tuyết và Vương Hổ. Hướng tổng, tới cô rồi, bài này cô vẫn không cần sao? Từ Ngạo Tuyết trầm ngâm hỏi, con chip ở trước mặt cô ta đã chồng chất như núi. Mà ở trước mặt Hướng Đông Tinh lại chỉ ít ỏi còn mấy con chip. Hoàng Kỳ Bân nói, đó là ân oán giữa các xí nghiệp lớn với nhau, ý của ba tôi là không muốn xen vào. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu, lập tức hướng bàn đó đi tới. 1.000 vạn chip của Hướng Đông Tinh đã thua hết sạch, hiện giờ chỉ còn hơn kém 80 vạn chip trong tay, nếu lại tiếp tục thua thì chỉ sợ sẽ không có đường lui nữa. Đông Tinh, chip của cô sắp bị thua hết rồi kìa. Tôi hy vọng cô có thể tuân thủ hứa hẹn trao đổi 10% cổ phần với tập đoàn Từ Thị, nếu không thì sắc mặt của mọi người đều sẽ rất khó coi. Vương Hổ trầm ngâm nói. Sắc mặt của Hướng Đông Tinh âm trầm, trực tiếp ném hai cây bài trên tay xuống, lạnh lùng nói, không chơi nữa. Từ Ngạo Tuyết và Vương Hổ bắt tay nhau chèn ép tập đoàn Hướng Thị khiến cho Hướng Đông Tinh cảm thấy áp lực bội phần, đã thế gần đây một sản nghiệp dưới trướng của tập đoàn Hướng Thị còn gặp phải trở ngại lớn. Thừa dịp cơ hội lần này Từ Ngạo Tuyết đưa ra cách đánh cuộc bằng bài để giải quyết. Ba người đều giữ 1.000 vạn con chip trong tay, nếu một trong hai người bọn họ thua hết chip trong tay thì sẽ bỏ qua cho sản nghiệp đó, còn nếu như Hướng Đông Tinh thua hết chip trước thì phải lấy 10% cổ phần của công ty ra trao đổi với Từ Ngạo Tuyết. Từ Ngạo Tuyết và Vương Hổ ở trên bàn bài sau khi Hướng Đông Tinh bỏ lượt thì bắt đầu chia nhau chip trên bàn. Hướng Đông Tinh đen mặt ném ra 10 vạn chip. Sau đó hít vào một hơi thật sâu, nói tiếp tục đi. Người chia bài bắt đầu trộn bài, sau đó phát bài. Bọn họ chơi trò, blackjack, đơn giản nhất, cũng chính là 21 điểm. Xem tên đoán nghĩa, nếu ai có được lá bài, blackjack, lớn nhất thì có thể thắng, cầm chip về. Đương nhiên, ở châu Á bên này cũng thịnh hành trò, ngũ long, tức là nếu cầm được 5 cây mà chưa nổ thì đó là lá bài lớn nhất. Nếu 5 cây bài đó trùng hợp có thể gộp thành 21 điểm thì không còn gì tốt hơn. Cái gọi là blackjack, tức là một cây A phối hợp tùy ý với bất kỳ cây 10, G, Q, K, sau đó lớn thứ hai, còn lại là 21 điểm. Tề Đẳng Nhàn chạy tới đằng sau Hướng Đông Tinh duỗi tay che lại cây át chủ bài trên bàn của Hướng Đông Tinh, tiện tay đẩy toàn bộ chip của cô ta ra ngoài rồi nói, thừa nhiều điểm như vậy, cứ 10 vạn rồi lại 10 vạn. Biết đến năm cùng tháng tận nào mới có thể hồi vốn được. Ô, Hướng Đông Tinh lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại nói, anh.
Từ Ngạo Tuyết thấy Tề Đẳng Nhàn xuất hiện thì sửng sốt một chút, mà Vương Hổ ngồi một bên thì sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Tên nhãi này là ai vậy? Gan lớn như thế, vậy mà dám trộn lẫn bài cục của các đại lão. Ba vị lão tổng này thoạt nhìn hiền lành vậy thôi nhưng thật ra sát khí đầy người, tên ngốc này cứ xông vào như vậy không sợ bị nghiền nát sao? Người này bị ngốc rồi hả, lại dám ăn mặc keo kiệt như vậy tới tham gia tiệc tối. Lại còn xen vào việc của các đại lão, phỏng chừng là não bị chập mạch rồi. Mọi người thấy một màn này thì đều ngẩn người. Họ Tề kia, cậu xác định muốn nhúng tay vào chuyện này. Vương Hổ đen mặt hỏi, ngữ khí cực kỳ lạnh lẽo. Tề Đẳng Nhàn anh làm gì vậy? Anh đừng có mà không biết tốt xấu. Nhẫn nại của tôi đối với anh cũng có mức độ nhất định. Từ Ngạo Tuyết nói, tay vuốt ve vòng tay Patek Philippe trên cổ tay, hơi thở lãnh ngạo khiến người không rét mà run. Lúc này Kiều Thu Mộng và Lý Vân Uyển cũng vừa hay bước chân vào sòng bài, thấy Tề Đẳng Nhàn đẩy hết chip của hướng Đông Tinh ra ngoài thì sắc mặt đại biến. Tề Đẳng Nhàn nói, đánh bài thôi mà, còn có thể làm gì? Chẳng có nhẽ là tới xem mấy người bắt nạt xếp nhà tôi sao? Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng nói, trận bài cục này đã nói tốt từ trước rồi, là việc giữ ba người chúng tôi, không có bất luận quan hệ khác với kẻ nào hết. Tên nhãi này ngốc thật, cứ tùy tiện xông vào như vậy, cùng lúc đắc tội với Từ Tổng và Vương Tổng, ngày mai sợ là phải tan xương nát thịt. Từ Tổng là đại lão tới từ đế đô, Vương Hổ lại là thiếu gia của tập đoàn Hổ Môn, cả hai người đều không phải dạng dễ trêu chọc đâu. Không thấy ngay cả phụ nữ cường ngạnh như hướng tổng cũng phải thông qua phương thức đánh bài với bọn họ để giải quyết vấn đề sao? Tất nhiên là không muốn trực tiếp xé rách mặt cứng đối cứng rồi. Cái tên ngốc này hiện tại biết khó mà lui còn tốt, các đại lão sẽ không để trong lòng, nhưng nếu không biết tốt xấu thì sẽ khó bảo toàn việc bị người chơi chết. Mọi người thấy một màn này đều nhao nhao lắc đầu. Hoàng Kỳ Bân lại là cười khổ, không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn sẽ xen vào chuyện như này. Chuyện này Hoàng Văn Lãng đã sớm nói qua với anh ta rồi, thần tiên đánh nhau, có thể không tham dự thì tận lực tránh xa ra. Tề Đẳng Nhàn anh làm cái gì vậy? Mau chóng tránh ra đi, không cần phải quấy rầy ba vị lão tổng. Kiều Thu Mộng bước lên phía trước kéo lấy cánh tay Tề Đẳng Nhàn, trầm giọng nói. Lúc này cô ta cũng bất chấp tất cả, chỉ sợ Tề Đẳng Nhàn lại gây họa. Tề Đẳng Nhàn như cũ không hề dao động, vẫn đứng bên cạnh bàn bài. Kiều Thu Mộng bị hắn làm cho tức giận tới mức nhịn không được, thấp giọng nổi giận nói, anh định làm gì? Có tự biết rằng bản thân anh được mấy cân mấy lạng hay không? Việc của những nhân vật như vậy là chỗ mà anh có thể chen vào sao? Hai người bọn họ bắt tay nhau bắt nạt sếp của tôi, chẳng lẽ tôi cứ đứng nhìn thôi sao? Tề Đẳng Nhàn lại nhàn nhạt nói. Kiều Thu Mộng gần như sắp hôn mê, nói, anh cũng biết rằng bọn họ đang bắt nạt sếp nhà anh sao? Ngay cả sếp của anh mà cũng dám bắt nạt, vậy anh cảm thấy bản thân mình ở trước mặt họ thì tính là cái gì? Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn hơi nhếch lên, nhàn nhạt nói, tôi còn cảm thấy tôi chính là cha của bọn họ đấy. Đồ không biết sống chết, Vương Hổ trực tiếp lạnh lùng mở miệng, hai mắt như đao mang theo sát ý phóng tới. Anh đây là tự tìm đường chết, nếu anh còn tiếp tục nhảy nhót lung tung giống như vai hề thì đừng trách tôi không nể mặt mũi của Tiểu Long. Từ Ngạo Tuyết cũng lạnh lùng nói. Mọi người nghe thấy lời này của Tề Đẳng Nhàn đều gần như ngất đi. Con mẹ nó, tên nhãi này ngông cuồng quá rồi, lại dám nói như vậy. Tìm chết đúng không? Tôi chưa từng thấy qua ai ngu ngốc như vậy, thế mà dám tự xưng là cha của hai vị đại lão, tôi thấy là đợi một chút nữa chắc chắn hắn sẽ bị ném xuống biển cho cá mập ăn rồi. Sao lại có loại người ngốc như vậy trà trộn vào trên thuyền được vậy? Sao thị trưởng Hoàng còn không nhanh chóng vứt hắn xuống biển để hắn tự mình bơi về đi? Lý Vân Uyển nghe thấy những lời này của mấy người xung quanh thì nhịn không được cười khổ lắc đầu, Tề Đẳng Nhàn này xấu tính thật. Nếu bạn khách khí với hắn thì hắn có thể ngồi xuống nói chuyện thật tốt với bạn, nhưng nếu bạn cứ nhất quyết chính trực với hắn, vậy lời hắn nói ra có thể khiến người tức chết. Hướng Đông Tinh nói, quy tắc cũng có thể sửa, chỉ cần có thể trả giá nổi. Cô ta hơi nắm chặt tay mình lại. Sau đó nói, tôi để phó trưởng phòng Tề Đẳng Nhàn tới thay tôi đánh ván bài này, tôi nguyện lấy thêm 10% cổ phần ra làm tiền đặt cược. Oanh! Mọi người ở hiện trường chỉ cảm thấy đầu óc như nổ tung rồi. Lý Vân Uyển cũng trợn mắt há mồm,
cô ta vẫn luôn biết rằng Tề Đảng Nhàn rất lợi hại nhưng cũng không có cách nào tưởng tượng nổi cảnh Hướng Đông Tinh vì để hắn có thể quang minh chính đại gia nhập bàn bài mà trực tiếp hào khí lấy thêm 10% cổ phần tới làm tiền cọc. Loại xí nghiệp chất lượng tốt như tập đoàn Hướng Thị này, 10% cổ phần trị giá bao nhiêu đây? 1 tỷ, 2 tỷ, hay là 3 tỷ đây? Kiều Thu Mộng cũng ngây ngẩn cả người, một đại nhân vật như Hướng Đông Tinh chính mình còn xa lắm mới với tới được. Vậy mà tình nguyện bỏ ra 10% cổ phần chỉ để Tề Đảng Nhàn tham gia vào ván bài này. Đầu Hướng tổng bị hỏng rồi hả, vậy mà dám để cho hắn tham gia vào ván bài này. Đây không phải là tặng không cổ phần cho người ta sao? Đoán chừng là do Hướng tổng thua tới đỏ mắt rồi nên đầu óc mơ hồ. Vậy mà lại đi tin tưởng một tên nhãi không đáng tin như vậy. Đúng vậy, tên nhãi này vừa nhìn là biết không có bản lĩnh gì. Ngay cả bộ Âu phục tử tế cũng không có thì biết đánh bài như nào hả? Tề Ngạo Tuyết hơi nhướng lông mi lên, lạnh lùng hỏi, Hướng Đông Tinh, cô xác định muốn làm vậy sao? Hướng Đông Tinh không để ý tới cô ta, quay đầu nói với Kiều Thu Mộng, Kiều Tổng, cảm phiền cho tôi mượn tiên sinh nhà cô một chút, giúp tôi đánh ván bài này. À, được được được, Kiều Thu Mộng mơ màng đồng ý, buông lỏng tay Tề Đảng Nhàn ra đi tới một bên xem. Vương Hổ trầm giọng nói, nếu Hướng Tổng đã mời chi viện bên ngoài rồi, vậy không phải tôi và Từ Tổng cũng có thể mời chi viện sao? Mời ai cũng không sao cả, nhanh chút là được. Tề Đảng Nhàn không kiên nhẫn dựa gần vào Hướng Đông Tinh ngồi xuống, chán tới chết mà nghịch ngợm đùa giỡn hai con chip đảo qua đảo lại trong tay. Thấy Tề Đảng Nhàn ngồi ở một bên bàn hội tụ đủ ba vị đầu sỏ lớn, trong nhất thời Kiều Thu Mộng cảm thấy có chút không chân thật. Lý Vân Uyển đi tới bên cạnh Kiều Thu Mộng. Nói, Mộng Mộng, ngài Tề là người của tập đoàn Hướng Thị, người hắn giúp lại là xếp tổng nhà anh ta, cậu đừng nên quấy rầy thì hơn. Cảm xúc của Kiều Thu Mộng đột nhiên kích động hẳn lên, cắn răng nói, Vân Uyển, cậu có nghe thấy không? Hướng Tổng muốn bỏ ra 10% cổ phần chỉ để hắn nhập cuộc thôi đấy. Không biết dựa vào cái gì mà Hướng Tổng lại tin tưởng hắn như vậy. Nhưng nếu hắn thua thì sao? Nếu thua phải làm sao bây giờ? 10% cổ phần kia sẽ thuộc về đối phương, nếu Hướng Tổng muốn truy cứu thì hắn bồi thường nổi sao? Bán cả Kiều ra đi cũng không đền nổi được đâu. Lý Vân Uyển ngẩn người, duỗi tay vỗ vỗ sau lưng Kiều Thu Mộng, cậu phải kiên nhẫn và tin tưởng hắn một chút, nếu không sẽ có một ngày cậu vì những lời nói ngôn hành cử chỉ của mình mà hối hận đấy. Những lời này là mình nói nghiêm túc đấy, cậu đừng cảm thấy là mình chỉ đang nói cho có hay đùa giỡn cậu cái gì đâu. Tuy rằng Lý Vân Uyển có tâm tư, nhặt của hời, nhưng vẫn nhịn không được nhắc nhở Kiều Thu Mộng hai câu, dù sao thì hai người cũng có quan hệ bạn bè tốt nhiều năm. Nói rõ ràng một ít trước, chẳng sợ dù sau này mình có theo đuổi Tề Đảng Nhàn thì Kiều Thu Mộng cũng không thể nói được gì. Kiều Thu Mộng lại hừ lạnh nói, Vân Uyển, mình không biết hắn rót mê hồn gì cho cậu. Nhưng hắn là dạng người như nào thì mình biết rất rõ. Lý Vân Uyển nghe vậy thì không nói thêm gì nữa. Ngay cả vợ hắn mà cũng không tin hắn, cảm thấy hắn không dùng được thì không biết Hướng Tổng nghĩ như thế nào nữa. Ai, Hướng Tổng đây là có bệnh vái tứ phương, khiến tôi cảm thấy là thà tin là tôi nói khoác còn hơn là tin vào tên nhãi như hắn. Đúng vậy, người quá không đáng tin rồi, ngay cả vợ hắn cũng không tin tưởng hắn thì có thể có bản lĩnh gì được. Kiều Thu Mộng nghe thấy mấy lời này thì chỉ trầm mặt xuống không nói gì. Lý Vân Uyển cảm thấy nếu Kiều Thu Mộng thường xuyên ở trường hợp công chúng nói mấy lời như vậy thì ngày tháng cô ta và Tề Đảng Nhàn đường ai nấy đi cũng không còn xa nữa. Tuy rằng mỗi lần Tề Đảng Nhàn đều một bộ dạng không để ý chút nào nhưng kiên nhẫn của một người chung quy lại cũng có mức độ. Từ Ngạo Tuyết mở miệng nói, Hướng Tổng một lời đã định, nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy. Đây là tiệc tối do thị trưởng Hoàng tổ chức, hẳn là ông ta cũng không muốn chúng ta chỉ vì hứa hẹn mà xé rách mặt nhau. Nên cô đã chắc chắn chưa? À, Hướng Đông Tinh lại chỉ cao ngạo cười lạnh một tiếng mà không trả lời. Được rồi, nếu Hướng Tổng đã quyết ý như vậy thì chúng tôi cũng sẽ không khách khí nữa. Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng nói. Nói xong lời này, cô ta quay đầu nói với Vương Hổ, mời tiên sinh Diệp Kế Hùng tới giúp chúng ta nhân tiện cũng gặp mặt với phó trưởng phòng Tề của tập đoàn Hướng Thị một lần. Lời này vừa ra lập tức khiến hiện trường sôi trào. Diệp Kế Hùng, trời ạ! Quan hệ của Từ Tổng cũng thật đáng sợ. Vậy mà mời được thần bài tiên sinh Diệp Kế Hùng của thành phố Kinh Đảo tới giúp. Thần bài Diệp Kế Hùng, truyền nhân của thế gia đánh cược đó sao,
lúc ấy mới 16 tuổi đã ở Las Vegas thu hoạch được thanh danh thần bài poker đó. Đâu chỉ có thế, tiên sinh Diệp Kế Hùng có thể nói là quét ngang tất cả bàn đánh cược trong lẫn ngoài nước, đại lão thua ở trong tay anh ta nhiều vô số kể. Hướng Đông Tinh nghe thấy cái tên này thì mí mắt giật liên hồi, nhịn không được quay đầu nhìn Tề Đẳng Nhàn. Nhưng lại chỉ thấy Tề Đẳng Nhàn vẫn vân đạm phong khinh như cũ, biếng nhác dựa vào trên ghế, trên mặt lẫn bộ dáng đều biểu hiện rõ vẻ không kiên nhẫn. Trong lòng Kiều Thu Mộng và Lý Vân Uyển đều lột bột một chút, không nghĩ tới Từ Ngạo Tuyết và Vương Hổ lại mời được chi viện như vậy, vậy ván bài này còn tiếp tục đánh kiểu gì đây? Có một câu nói rất đúng, đừng bao giờ dùng sở thích của mình đi khiêu khích sự nghiệp của người khác. Diệp Kế Hùng chính là thần bài đứng đầu Hoa Quốc, Tề Đẳng Nhàn lấy cái gì để đấu với anh ta đây? Diệp Kế Hùng tầm 30 tuổi, mặc một thân tây trang màu trắng, mang mắt kính gọng vàng, có vẻ hào hoa phong nhã như một thư sinh, không hề giống thần bài. Anh ta vừa đi ra đã trực tiếp khiến hiện trường sôi trào. Trời ạ, là thần bài Diệp Kế Hùng thật kìa, anh ta chẳng những có kỹ năng chơi bài áp đảo quần hùng mà lớn lên cũng đẹp như vậy. Thật muốn gả cho Diệp thần bài quá đi, một tay bài kỹ xuất thần nhập hóa chưa tính, lớn lên còn anh tuấn như vậy, gả cho anh ta rồi thì chính là phu nhân nhà giàu không lo ăn mặc về sau. Không hổ danh người có thể cầm được chiếc thần bài ở Las Vegas, quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng khiến người khuynh mộ. Mọi người sau khi nhìn thấy Diệp Kế Hùng thì đều toát lên đủ loại thần sắc kính nể, còn có tiếng phụ nữ hét lớn như fan đuổi theo thần tượng. Tề Đẳng Nhàn nhíu nhíu mày, người anh em này cũng phô trương thật. Hướng Đông Tinh thấy Diệp Kế Hùng đi ra thì lông mày giật giật, có một loại cảm giác 20% cổ phần kia của mình như ném đá xuống sông. Nếu thật sự để tập đoàn Từ Thị nắm giữ nhiều cổ phần của tập đoàn Hướng Thị như vậy thì việc tập đoàn Hướng Thị thay tên đổi họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Kế Hùng hơi hơi mỉm cười gật đầu với mọi người, đi tới bên cạnh bàn bài nói, Từ tiểu thư. Từ Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, Diệp tiên sinh, vị này chính là phó trưởng phòng bộ phận an ninh của tập đoàn Hướng Thị, Tề Đẳng Nhàn tiên sinh. Hắn thay Hướng Tổng tiếp nhận trận bài cục này nên kế tiếp mời anh giúp chúng tôi gặp mặt vị Tề tiên sinh này một lần. Cũng để chúng tôi thưởng thức thật tốt kỹ năng đánh cược của vị Tề tiên sinh này. Diệp Kế Hùng ngồi xuống vị trí Từ Ngạo Tuyết nhường ra, hai tay bắt vào nhau để trên mặt bàn. Ván bài này còn đánh nữa sao? Rõ ràng là Hướng Tổng quá xúc động đi tin tưởng tên nhãi họ Tề kia, lại còn muốn nhường ra thêm 10% cổ phần. Có thể so chiêu với Diệp thần bài đều là những người có bài kỹ đứng đầu, họ Tề kia có tài đức gì mà có thể ngồi cùng một bàn với Diệp thần bài so kỹ thuật. So kỹ thuật, ha ha, đợi chốc lát thì cũng chỉ là nghiêng về một bên, điển hình của việc nghiền áp mà thôi, có cái gì đáng để xem đâu. Nếu họ Tề kia có thể từ trong tay Diệp thần bài thắng được một con chip thì tôi sẽ chặt đầu xuống vứt vào bồn cầu xả nước trôi đi. Diệp Kế Hùng xuất hiện gần như là vì kết cục của ván bài này. Hướng Đông Tinh hít sâu một hơi, nói với Tề Đẳng Nhàn, anh không cần phải có áp lực tâm lý. Tề Đẳng Nhàn cười cười, tôi thì có áp lực tâm lý gì được. Tôi cũng không quen biết gì anh ta. Hơn nữa nếu có thua đi nữa thì cũng chẳng phải là tiền của tôi. Nghe đi, mọi người nghe xem đây là tiếng người sao. Hướng Tổng tin tưởng hắn như vậy mà hắn lại nói được lời không chịu trách nhiệm như vậy. Nếu tôi là Hướng Tổng thì sẽ tát hắn hai cái ngay lập tức để tên vương bát đản này thanh tỉnh một chút, thật sự cho rằng mình là nhân vật gì lợi hại lắm sao? Mọi người nghe thấy lời này của Tề Đẳng Nhàn thì tức giận mắng chửi một phen. Diệp Kế Hùng ngồi ở đối diện đẩy đẩy mắt kính của mình, trên mặt là nụ cười lạnh, thanh danh của mình lớn như vậy mà đối phương lại nói là không quen biết mình. Thật là nực cười. Tôi sẽ khiến anh nhớ ba chữ Diệp Kiến Hùng này thật kỹ. Cũng sẽ khiến ba chữ này trở thành ác mộng suốt đời khó quên của anh. Diệp Kiến Hùng nghiêm túc mà hữu lực phản bác. Thần bài không hổ là thần bài, nói chuyện cũng nắm chắc như vậy. Đó là tất nhiên, cũng không nhìn xem anh ta là ai. Đó chính là hậu duệ của vua cờ bạc ở thành phố Kinh Đảo, ở thời đại đó Diệp gia gần như lũng đoạn sòng bạc ở Kinh Đảo. Họ Tề kia không coi ai ra gì, ngay cả thần bài cũng không để ở trong mắt sao. Ha ha. Đợi chốc nữa thần bài sẽ dạy cho hắn biết thế nào là làm người. Hướng Đông Tinh cũng bị lời nói của Tề Đẳng Nhàn làm tức giận chết khiếp, sắc mặt cô ta trầm xuống nhưng vẫn không nói gì. Kiều Thu Mộng lẩm bẩm nói, xong rồi, thần bài một khi đã ra tay thì Tề Đẳng Nhàn còn cơ hội thắng sao?
những cổ phần đó của Hướng Tổng đều sẽ bị hắn đánh thua mất, liệu Hướng Tổng sẽ bỏ qua cho hắn sao? Liệu có khả năng liên lụy tới tập đoàn Kiều Thị của chúng ta hay không? Vân Huyền, không bằng chúng ta tới khuyên hắn đi, đừng đánh cược với Diệp Kế Hùng nữa. Lý Vân Huyền lại cười khổ nói, tính tình của hắn xấu như vậy thì cậu nói kiểu gì được. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ chính là cầu nguyện cho nữ thần may mắn đứng ở phía hắn mà thôi. Tuy rằng Lý Vân Huyền biết Tề Đảng Nhàn có bản lĩnh nhưng cũng không cho rằng kỹ năng đánh cược của hắn có thể áp chế được vị Diệp Kế Hùng đã thành danh từ thời thiếu niên này. Trận này có thể nói là không có cơ hội để thắng. Đông Tinh, nếu hiện tại cô nhận thua thì tôi có thể nể tình giao tình giữa chúng ta mà nương tay một chút. Vương Hổ hơi mỉm cười nói. Nhận thua, trong từ điển của tôi chưa bao giờ xuất hiện hai chữ này cả. Hướng Đông Tinh nhàn nhạt đáp trả một câu. Tề Đảng Nhàn nhíu mày nói, còn đánh nữa hay không đây, tôi đã chán lắm rồi mà mấy người cứ rông dài như vậy, có thấy phiền hay không hả? Diệp Kế Hùng bình tĩnh nói, trước mặt anh hiện giờ chỉ có 80 vạn, muốn tôi chơi với anh thế nào đây? Anh không phải đối thủ của tôi, nên tôi muốn một ván phân thắng bại luôn. Tề Đảng Nhàn nói, lời này vừa ra khiến Diệp Kế Hùng ngây ngẩn cả người. Người ở xung quanh cũng ngây ngốc theo. Mọi người đều dùng ánh mắt nhìn tên ngốc để nhìn Tề Đảng Nhàn, này. Tỉnh lại đi, đó là thần bài danh tiếng lẫy lừng Diệp Kế Hùng đấy, là truyền nhân của thế gia đánh cược Diệp gia đấy. Con chip của anh không đủ, Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng nói. Luôn có biện pháp khác, Tề Đảng Nhàn chậm rãi nói, Diệp tiên sinh đã tung hoành ở sòng bạc nhiều năm như vậy rồi, anh cảm thấy trong tình huống này thì nên làm sao bây giờ? Rất đơn giản, dùng mạng anh ra thế đại khái cũng đủ rồi. Diệp Kế Hùng nói, cái tên ngốc này vậy mà dám nói Diệp tiên sinh không phải đối thủ của hắn. Hắn cho rằng hắn là ai vậy chứ? Sợ rằng là muốn ăn trộm gà cố ý hù dọa Diệp tiên sinh nên mới thốt ra những lời ngu xuẩn như vậy, nhưng Diệp tiên sinh là ai? Anh ta chưa từng gặp phải sóng to gió lớn chắc. Sao nào, Diệp tiên sinh nói muốn dùng mạng anh ra cược, sao anh không nói gì? Sợ sao, choáng váng rồi. Hướng Đông Tinh nhìn Tề Đảng Nhàn một cái thật sâu. Nói, nếu anh đã tới thay tôi thì đặt cược này cũng do anh làm chủ luôn. Cái gì nên gánh thì tôi sẽ gánh. Ở trong mắt mọi người thì Hướng Đông Tinh đây là bất chấp tất cả, cô ta đã không còn đường lui nữa, chỉ có thể tin vào tên nhãi Tề Đảng Nhàn một mồm chỉ biết nói khoác này mà thôi. Tề Đảng Nhàn cười cười, nói, con chip của anh nhiều hơn tôi, vậy cứ theo ý anh đi. Được rồi, vậy một ván định thắng thua, chơi như thế nào? Kiều Thu Mộng gần như ngất đi. Tên mãng phù Tề Đảng Nhàn này vậy mà muốn dùng mạng mình tới chơi. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lý Vân Huyền cũng bị dọa theo, lấy mạng của mình tới đánh cược với Diệp Kế Hùng. Thật đúng là tự tìm đường chết. Nếu đã một lần định thắng thua thì chơi trò đơn giản một chút là được, tiếp tục chơi Blackjack đi. Diệp Kế Hùng lạnh nhạt nói, chia bài, trộn bài. Người chia bài vì tỏ vẻ công bằng mà trực tiếp bóc luôn một bộ bài poker mới toanh. Bá bá bá. Bài poker nhảy lên ở đầu ngón tay, giao nhau rồi lại trộn lẫn xen kẽ vào nhau. Tề Đảng Nhàn và Diệp Kế Hùng đều nhìn tay chia bài, hai mắt không nhúc nhích nhưng đầu óc lại nhanh chóng vận động. Mọi người lúc này đều ngừng thở, một đám gắt gao nhìn chằm chằm mặt bàn chờ đợi người chia bài phát bài. Anh trước hay tôi trước? Diệp Kế Hùng cười cười hỏi. Tôi đánh cược sinh mạng, tôi trước. Tề Đảng Nhàn nói. Tôi có nhiều chip hơn. Tôi cho rằng hẳn nên là tôi trước. Diệp Kế Hùng ha hả cười. Tề Đảng Nhàn lại nâng tay nói, a, vậy anh trước cũng được, dù sao anh chơi kiểu gì cũng thua mà thôi. In nguy đích mọi người cười nhạo một tiếng, sau đó nhìn người chia bài bắt đầu chia át chủ bài cho Diệp Kế Hùng trước. Tề Đảng Nhàn là người thứ hai cầm được át chủ bài. Tề Đảng Nhàn và Diệp Kế Hùng đều không bắt được át chủ bài tốt nhất, trong Blackjack, át chủ bài tốt nhất không thể nghi ngờ chính là cây A. A, có thể là một điểm, cũng có thể là 11 điểm. Nếu lần chia bài tiếp theo có thể bắt tới tay cây 10 hoặc cây K thì có thể trực tiếp biến thành Blackjack. Vì có quan hệ một ván định thắng thua nên chỉ phát bài một lần, trực tiếp bỏ qua các lượt list, S, Double, Suran. Lần tiếp theo Diệp Kế Hùng bắt được át chủ bài thì cười cười với người chia bài, nói, hit. Người chia bài gật gật. Lại làm trò ở trước mặt mọi người đẩy cây bài ngoài cùng ở trước mặt Diệp Kế Hùng lên mặt bàn. Diệp Kế Hùng mở ra, là một cây 5.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì cây bài tiếp theo vẫn như cũ, 5 điểm. Thần sắc Diệp Kế Hùng lạnh nhạt, đầu óc lại nhanh chóng vận động giải toán. Ngón tay anh ta gõ gõ xuống mặt bàn, mỉm cười nói, hít. Người chia bài không nói hai lời lại dịch thêm một cây bài tới đưa cho Diệp Kế Hùng. Đau lòng 5, đau ruột 6, nếu người bình thường bắt được 5 điểm hay 6 điểm đều cực kỳ đau đầu, bởi vì bài này quá bé, không cẩn thận rất dễ dàng thua thảm. Diệp thần bài có định liệu trước rồi, bắt được 5 điểm vẫn còn muốn bài, còn không chút do dự, hiển nhiên là nắm chắc thắng lợi. Anh ta và họ Tề kia cạnh tranh trực tiếp, rõ ràng là nhớ rõ mấy cây bài tiếp theo là gì, họ Tề đã thua ngay từ chiêu ấy rồi. Nhóm quần chúng thấp giọng trao đổi, đều cảm thấy Diệp Kế Hùng thắng là điều không thể nghi ngờ. Hướng Đông Tinh nghe thấy những lời này thì lòng bàn tay không nhịn được ra một tầng mồ hôi lạnh, có hơi khẩn trương một chút. Dù sao thì cô ta mới là người phải trả giá nhiều nhất. Tề Đẳng Nhàn dựa vào trên ghế, ngón tay cái xoa xoa át chủ bài của mình rồi nhẹ nhàng nhếch lên đánh ở trên mặt bàn, một bộ dạng hồn nhiên không coi Diệp Kế Hùng là cái gì cả. Thời điểm át chủ bài được chia tới tay hai người thì không ai xem bài cả, hiển nhiên là vào lúc người chia bài trộn bài đã nhớ kỹ bài rồi. Đây là trí nhớ kinh người gì vậy? Nhưng nếu đã nhớ kỹ bài rồi thì vì sao Tề Đẳng Nhàn lại dễ dàng đẩy ra ngoài như vậy? Nếu đoán không sai mà nói thì hai cây bài tiếp theo mới chính là át chủ bài lý tưởng nhất của hắn. Diệp Kế Hùng đã lật cây bài thứ hai lên, như cũ vân là cây 5 điểm. 10 điểm, không biết át chủ bài của Diệp Thần Bài là nhiều hay ít điểm. Có người thấp giọng thắc mắc. Không biết, có khả năng là một cây 10 điểm tiếp hoặc một cây A, hoặc là anh ta vẫn muốn bài thì sao? Một người khác nói, Kiều Thu Mộng và Lý Vân Uyển cũng cực kỳ khẩn trương, hai mắt nhìn chằm chằm vào bài poker trên tay người chia bài, lẫn nhau đều không hẹn mà cùng chờ mong cây bài tiếp theo của Diệp Kế Hùng sẽ thua thảm. Nhưng Diệp Kế Hùng lại cười ha hả với người chia bài, hít. Người chia bài bá một tiếng đẩy cây thứ ba tới. Diệp Kế Hùng vừa lật lên, người ở hiện trường lập tức phát ra tiếng kinh hô, vậy mà lại là một cây 2 điểm. Hiện tại tính cả át chủ bài trong tay Diệp Kế Hùng thì đã có 4 cây bài, nếu lại có được một cây bài mà không bị thua thảm thì sẽ hình thành bài cục Blackjack Ngũ Long. Đương nhiên loại Ngũ Long này cũng chỉ thịnh hành ở Hoa Quốc, ở nước ngoài mọi người đều chơi theo kiểu truyền thống, so điểm số. 21 điểm, Diệp Kế Hùng mặt vô biểu tình lật át chủ bài của mình lên, ngả bài. Át chủ bài của anh ta vậy mà là một cây 9 điểm. Hơn nữa trên mặt bàn có hai cây 5 điểm và một cây 2 điểm vừa tới tay, vừa lúc đạt thành 21 điểm. Sau khi mọi người thấy rõ át chủ bài của Diệp Kiến Hùng là một cây 9 điểm thì càng thêm nhiệt huyết sôi trào, một đám đều nhìn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nếu người khác mà có được át chủ bài lớn điểm như vậy, ở trong tình huống đó nhất định sẽ không tiếp tục muốn bài. Nhưng Diệp Kế Hùng là thần bài. Thần bài sở dĩ gọi là thần bài bởi vì anh ta đánh cược so với bất cứ ai cũng phải cao siêu hơn, ở dưới tình huống cực kỳ nguy hiểm bắt được bài sinh thấu ra 21 điểm. Đến cậu rồi, Tề tiên sinh. Diệp Kế Hùng dựa vào trên ghế ngồi ha hả cười. Át chủ bài của Tề Đẳng Nhàn đã bị anh ta đoán trước được từ lúc nãy rồi, là một cây 6 điểm, mà người chia bài phát bài sẽ không có khả năng có cây nào hợp với 6 điểm ra 21 điểm, anh ta nắm chắc thắng lợi rồi. Từ Ngạo Tuyết và Vương Hổ nhìn thấy vậy thì trên mặt đều hiện lên tươi cười đắc ý. Từ Ngạo Tuyết càng nói, Tề Đẳng Nhàn, anh nhanh chóng nhận thua đầu hàng đi, tôi có thể xem mặt mũi của Tiểu Long mà tha thứ cho anh một lần này. Cái mạng chó này của anh tôi cũng không có hứng thú muốn. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống lại khó tha. Anh chỉ cần nhảy từ trên tàu chở khách này xuống biển tự mình bơi về Trung Hải là được. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy lời này thì trực tiếp cười nhạo nói, cô đúng là rất giống cô ta đấy, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, sao cách nói chuyện cũng đều tỏ vẻ hơn người như vậy. Ngu xuẩn, Từ Tổng đã cho cậu cơ hội rồi mà cậu còn không biết quý trọng như vậy. Diệp thần bài đã có được 21 điểm trong tay rồi, thằng là cái chắc. Tôi cũng không tin vận khí của cậu tốt như vậy, trong tay có một cây A có thể trực tiếp tạo thành Blackjack. Từ Tổng đại nhân đại lượng nguyện ý cho cậu cơ hội cậu không quý trọng thật tốt không nói, lại còn dám châm chọc mỉa mai. Đợi lát nữa tôi sẽ tận mắt nhìn xem cậu chết như nào. Mọi người đều khinh thường, Diệp Kế Hùng đã có được 21 điểm trong tay nắm chắc thắng lợi rồi, Tề Đẳng Nhàn đánh kiểu gì cũng sẽ không thắng được. Hoàng Kỳ Bân ở một bên xem thì lắc lắc đầu, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn nói quá rồi,
có lẽ là y thuật của hắn có chỗ độc đáo đi nữa nhưng đánh bạc dù sao cũng không phải chung một lĩnh vực với y học mà. Hít, Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói với người chia bài. Người chia bài bá một tiếng phát bài tới, Tề Đẳng Nhàn lật lên, là một cây ca nguy hiểm. Diệp Kế Hùng cười lạnh nói, vận khí không tồi, vậy mà là cây ca, nhưng cây át chủ bài của cậu cũng không phải cây A. Hai cây năm đều ở trong tay của tôi, cậu có muốn bỏ lượt hay không? Bỏ lượt, không tồn tại, Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói, hít. Người chia bài phát ra cây thứ hai, là một cây 6 điểm. Burst, Diệp Kế Hùng lạnh giọng nói. Burst tức là ý bài nổ, át chủ bài của Tề Đẳng Nhàn là 6 điểm, hơn nữa có một cây ca, một cây 6 điểm nữa, 22 điểm, đã nổ. Ha ha ha, như vậy mà đã nổ rồi. Thật đúng là phế vật, trình độ như vậy mà cũng dám đánh bài với thần bài. Ngồi chờ tin tức phó trưởng phòng Tề Đột Tử, ngày mai mời mọi người tới ăn tiệc. Đây là kết cục của việc cuồng vọng tự đại, mọi người nhìn cho kỹ. Mọi người đều liên tục chào phúng hắn, một đám đều vô cùng hài hước, Tề Đẳng Nhàn chính là lấy mạng mình ra cược, hiện giờ bài của hắn đã nổ rồi, vậy mạng của hắn cũng sẽ theo hắn mà toi. Tâm của Kiều Thu Mộng và Lý Vân Uyển đều trầm xuống, sắc mặt trắng bệch lại. Ý trời rồi, đây đều là do hắn tự tìm, mình cũng không có biện pháp khác. Lòng Kiều Thu Mộng uể oải, có chút khổ sở nhẹ nhàng lắc đầu. Không có khả năng, ngài Tề sao có thể nổ bài. Mình không tin, Lý Vân Uyển lại là kinh ngạc. Tề Đẳng Nhàn chỉ cười nhạt, nói, hít. Diệp Kế Hùng nghe thấy lời này thì hừ lạnh một tiếng, nói cậu đã nổ bài rồi, còn ở đây kiêu ngạo cái gì? Anh nói tôi nổ là tôi nổ sao? Tề Đẳng Nhàn hỏi, chia bài, hít. Người chia bài quả nhiên rất chuyên nghiệp, nghe thấy lời này của Tề Đẳng Nhàn thì không nói hai lời tiếp tục phát bài, là một cây hai điểm. Không chịu thua. Diệp Kế Hùng đứng bật dậy, trong thanh âm có mang theo sát khí. Mọi người cũng đều lạnh lùng nhìn Tề Đẳng Nhàn, cảm thấy hắn có tâm chơi xấu. Át chủ bài của tôi các người còn chưa kịp nhìn thấy thì nói lời ngu ngốc gì vậy? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt hỏi, đầy mặt không để bụng. Tôi đã nói át chủ bài của cậu là một cây 6 điểm, hiện giờ đã nổ bài rồi. Diệp Kế Hùng lạnh giọng nói, hai mắt phóng như đao. Từ Ngạo Tuyết cười lạnh nói, Tề Đẳng Nhàn, anh cũng đừng có mà dám chơi nhưng không dám thua. Rõ ràng đã nổ bài rồi còn ở đây làm bộ làm tịch, anh thấy có ý nghĩa gì sao? Vương Hổ cũng gật đầu, hờ hững nói, nếu ai muốn quỵt nợ thì tôi là người thứ nhất sẽ không tha cho hắn. Đã đánh cược thì phải chịu thua, đây là quy củ của sòng bài, thiên kinh địa nghĩa. Hướng Đông Tinh nhíu nhíu mày không nói gì, Diệp Kế Hùng lại nói cây át chủ bài kia của Tề Đẳng Nhàn là cây 6 điểm, vậy có thể là giả hay không? Cô ta đã không có cách nào tưởng tượng được Tề Đẳng Nhàn còn có thủ đoạn nào chưa bày ra hay không. Lấy 20% cổ phần của tập đoàn Hướng Thị ra gần như đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Ngại quá, cây át chủ bài này của tôi lại không phải cây 6 điểm. Tề Đẳng Nhàn đạm nhiên nói, chia bài, hít. Người chia bài vô cảm trực tiếp phát ra thêm một cây bài, vừa lật lên đã thấy, lại là một cây 2 điểm. Hiện tại Tề Đẳng Nhàn có một cây ca, một cây 6 điểm. Hai cây 2 điểm, nhìn qua cũng đã 20 điểm, hơn nữa tổng số bài là 5 cây, không thể thêm bài nữa. Trừ phi át chủ bài của cậu là cây A, còn không bất luận là cây nào khác thì đều đã nổ bài. Diệp Kế Hùng lạnh nhạt nói. Anh ta chắc chắn rằng cây át chủ bài của Tề Đẳng Nhàn là cây 6 điểm. Mọi người cũng đều sôi nổi gật đầu, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn chính là thuần túy muốn quỵt nợ, đang kéo dài thời gian. Nếu cây át chủ bài của Tề Đẳng Nhàn là cây A thì thời điểm hắn có được cây ca cũng đã hoàn thành, blackjack, rồi, hoàn toàn hơn 21 điểm của Diệp Kế Hùng, có thể trực tiếp kết thúc trận thi đấu này, hoàn toàn không cần phải thêm bài. Cây A cũng có thể tính là 11 điểm. Từ Ngạo Tuyết quay đầu cười nói với Hướng Đông Tinh, Hướng Tổng, phiền cô thực hiện lời hứa của mình, rút ra 20% cổ phần của công ty cô tới giao dịch với tập đoàn Từ Thị. Trong mắt của Vương Hổ cũng chợt lóe quang mang mỉm cười, chờ khi đánh đổ được tập đoàn Hướng Thị rồi thì tập đoàn Hổ Môn cũng có thể chia một miếng bánh to. Hơn nữa anh ta cũng có thể thuận lý thành trương thu Hướng Đông Tinh thất thế vào trong ngực, trở thành người đầu tiên trong hậu cung của mình, vậy mới đẹp làm sao. Sắc mặt Hướng Đông Tinh trở nên khó coi hẳn, có chút trách cứ liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, nếu không phải người này nói quá lên thì chính mình nhiều nhất chỉ mất 10% cổ phần thôi.
vậy mà giờ lại thành 20% cổ phần. Mặt khác, Tề Đẳng Nhàn, anh cũng thua luôn mạng của mình rồi. Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng nói. Anh tự sát đi, tôi không có hứng chơi chết anh, sẽ làm bẩn tay của tôi. Vương Hổ cũng nói tiếp. Diệp Kế Hùng đã đứng dậy, nói tôi còn tưởng rằng anh có bản lĩnh như nào, không nghĩ tới chỉ như này. Thật khiến tôi thất vọng, tôi còn tưởng rằng hôm nay sẽ có cái gì vui chứ. Hướng Tổng, lần sau lúc nhờ người thì nhớ rõ phải tra thuốc nhỏ mắt trước, đừng để tên Lâu La nào hãm hại lừa cô. Đến lúc đó có tổn thất gì thì không phải là cô tự mình chịu sao. Nói xong lời này, Diệp Kế Hùng chuẩn bị chạy lấy người. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói tôi còn chưa ngả bài mà, sao ai cũng đều cảm thấy tôi sẽ thua vậy. Cậu đừng ở đó làm bộ làm tịch nữa, không chịu thua nổi thì cũng đừng chơi. Đúng vậy, lần đầu tiên tôi thấy có người vô lại như vậy, lại làm trò ở trước mặt nhiều người như vậy quỵt nợ, thật là mất mặt. Mẹ nó, nếu tôi mà đánh bài với loại người này thì hai tay tôi có thể chơi chết hắn, quá không biết xấu hổ rồi. Diệp Kế Hùng ôm hai tay, cười lạnh nói. Vậy được rồi, tôi muốn nhìn thử xem anh có còn át chủ bài gì. Nói xong lời này thì anh ta trực tiếp đi tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, duỗi tay cầm lấy cây át chủ bài, hung hăng giơ lên rồi đập thật mạnh lên mặt bàn. Bang! Một tiếng giòn tan vang lên, cây át chủ bài lộ ra. A! Hiện trường lúc này chỉ nghe thấy toàn tiếng kinh ngạc, một đám người trợn mắt há mồm, một bộ dạng có thể nhét được cả quả trứng gà. Không có khả năng, làm sao có thể? Rõ ràng tôi đã tình bài trước rồi, cây át chủ bài của anh là 6 điểm, không thể nào là cây A được. Diệp Kế Hùng khiếp sợ vô cùng nói, liên tục lắc đầu, không thể tin vào một màn trước mắt. Thần sắc của Tề Đẳng Nhàn lại cực kỳ bình tĩnh. Diệp Kế Hùng khiếp sợ nói, cậu dám gian lận. Có ai nhìn thấy sao? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Chấm 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 chấm, Diệp Kế Hùng lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, không có khả năng như vậy, ở trước mặt nhiều người như vậy. Tề Đẳng Nhàn không thể nào gian lận được. Hơn nữa, từ đầu tới cuối đều do người chia bài phát bài. Người chia bài cũng đúng lúc này lật bộ bài ra, bên trong không hề có hắc đào A, hiển nhiên là cây hắc đào A này không phải do Tề Đẳng Nhàn bí mật mang từ bộ bài khác tới. Diệp Kế Hùng tiếp tục khiếp sợ. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Nếu cây át chủ bài của anh là cây hắc đào A thì lúc anh có được cây K cũng đã hoàn thành Black Sack rồi. Hoàn toàn có thể đánh bại Diệp Kế Hùng. Vì sao anh còn muốn thêm bài? Mạo hiểm bị nổ bài. Từ Ngạo Tuyết cũng không thể tin trầm giọng nói. Mọi người ở hiện trường đều khiếp sợ. Đúng vậy, một khi lộ ra việc cây át chủ bài của Tề Đẳng Nhàn là cây hắc đào A, lá tiếp theo có được cây 10 điểm, đó chính là Black Sack, hoàn toàn lớn hơn 21 điểm của Diệp Kế Hùng. Nhưng lúc ấy hắn không hề ngả bài mà ngược lại tiếp tục thêm bài, chơi thành, ngũ long 21 điểm. Ở châu Á bên này mà nói thì còn lớn hơn cả, Black Sack. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, bởi vì tôi cảm thấy trò chơi nếu cứ kết thúc như vậy thì chẳng còn gì thú vị cả. Hơn nữa tôi cũng muốn nhìn thử một chút xem thần bài tiên sinh rốt cuộc có mấy cân mấy lạng. Kết quả là khiến tôi cực kỳ thất vọng. Lời này vừa ra khiến hiện trường trực tiếp sôi trào, một số người trung lập đứng xem nhìn không được vỗ tay hoan hô. Bài kỹ của Tề Đẳng Nhàn thế mà cao hơn cả thần bài Diệp Kế Hùng. Sắc mặt của Diệp Kế Hùng cực kỳ khó coi, chính mình vừa rồi còn nói lời chào phúng Tề Đẳng Nhàn rằng trò chơi này không thú vị, nhưng hiện tại lại bị hiện thực vả cho một cái sưng đỏ cả mặt. Cậu, sao át chủ bài của cậu có thể là hắc đào A được, tôi sẽ không nhớ nhầm bài. Diệp Kế Hùng mạnh mẽ hỏi, hơn nữa cậu cũng tranh giành ai rút bài trước với tôi. Con người đôi khi không chỉ nên tin tưởng vào hai mắt của mình, vì cũng có lúc mắt nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Tranh lượt đầu với anh chỉ vì để anh xác định bản thân không hề tính sai bài mà thôi. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói, hồn nhiên không có cảm giác để chuyện này ở trong lòng. Đầu óc Diệp Kế Hùng phát ngốc, không thể tin tưởng vào hai mắt của mình sao? Vậy thì anh ta có thể tin vào cái gì đây? Người chia bài là được thuê tới từ sòng bạc ở thành phố Kinh Đảo, thậm chí anh ta cũng biết người nọ. Tuyệt đối sẽ không có khả năng giúp Tề Đẳng Nhàn gian lận. Hơn nữa trên thế giới này cùng lắm cũng chỉ có vài người có thể gian lận ở trước mặt anh ta mà thôi. Kiều Thu Mộng ngơ ngác nhìn Tề Đẳng Nhàn một thân trang phục giản dị ngồi ở trên bàn bài, trong lúc nhất thời cảm thấy người này có chút xa lạ. Hắn có thể thắng được thần bài hẳn là do vận khí tốt mà thôi. Trong lòng Kiều Thu Mộng thầm nghĩ,
Diệp Kế Hùng thở dài, gật gật đầu với Tề Đẳng Nhàn, nói, tôi chịu thua. Anh ta quay đầu, hơi ôm quyền nói với Từ Ngạo Tuyết, xin lỗi cô Từ Tổng, đã phụ lòng phó thác. Không liên quan gì tới anh, sắc mặt Từ Ngạo Tuyết khó coi đến mức muốn chết, nhưng vẫn ôn hòa đối với Diệp Kế Hùng. Diệp Kế Hùng nói với Tề Đẳng Nhàn, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, xem như hôm nay tôi đã được lĩnh hội. Nhưng tôi cũng sẽ không cam tâm chịu thua như vậy, sẽ trở về mài giũa một phen, hy vọng rằng sau này vẫn còn cơ hội được giao thủ với Tề Tiên Sinh. Trước khi thắng được Tề Tiên Sinh thì danh hiệu thần bài này sẽ không còn quan hệ gì với tôi nữa. Nói xong lời này, Diệp Kế Hùng ôm quyền khom người chào Tề Đẳng Nhàn, sau đó xoay người rời đi. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng hoan hô rung trời. Từ Tổng, thật ngại quá, lỡ đánh vào mặt cô rồi. Tề Đẳng Nhàn quay đầu bâng quơ nói với Từ Ngạo Tuyết. Từ Ngạo Tuyết thiếu sắp bị những lời này của Tề Đẳng Nhàn làm cho tức ngất đi, cảm thấy tên này quả thực quá thiếu đánh, được tiện nghi còn muốn khoe mẽ. Sắc mặt Vương Hổ cũng rất khó coi, vốn tưởng rằng hôm nay có thể mượn cơ hội này đả kích Hướng Đông Tình một chút, nhưng Tề Đẳng Nhàn lại phá hủy toàn bộ. Tề Đẳng Nhàn, đừng tưởng rằng vận khí của anh tốt, thắng Diệp Kế Hùng một lần là có thể kiêu ngạo. Anh phải rõ ràng, người chiếm ưu thế, vẫn luôn là tôi. Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng nói. Sắc mặt Hướng Đông Tình bình tĩnh nói, tôi hy vọng Từ Tổng và Vương Tổng có thể tuân thủ hứa hẹn, nguyện đánh cuộc chịu thua. Từ Ngạo Tuyết lãnh đạm gật đầu, xoay người rời đi. Hoàng Kỳ Bân không khỏi âm thầm kinh hãi, bản lĩnh của Tề Đại Sư này thật đúng là đủ lợi hại nha, lại có thể đánh bài thắng thần bài Diệp Kế Hùng. Lúc trước mình thật đúng là có mắt không thấy Thái Sơn. Suýt nữa là đã đắc tội một người tài giỏi như vậy. Hoàng Kỳ Bân không khỏi thầm nghĩ. Tề Đẳng Nhàn lười biếng đứng dậy, đi ra ngoài sòng bạc, đói bụng, phải tìm chút đồ ăn để lấp đầy bụng. Mộng Mộng, thế nào, tôi đã nói với cậu đi, ngài Tề vẫn có chút không tầm thường đó. Lý Vân Uyển dương dương đắc ý nói với Kiều Thu Mộng. Chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, Kiều Thu Mộng lại nói. Lý Vân Uyển cũng không thèm để ý, cười ha hả lắc đầu. Theo Tề Đẳng Nhàn đi ra ngoài. Ngài Tề, đại phát thần uy nha, có thể dạy tôi chơi bài được không, khi tôi đến đế đô cũng không cần làm việc. Lý Vân Uyển cười hì hì nói. Dạy cô cũng học không được, quên đi. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha, tiện tay cầm đồ ăn tinh xảo bỏ vào miệng. Ăn ăn, no chết anh. Lý Vân Uyển trợn trắng mắt, cầm một miếng bánh ngọt sô-cô-la nhỏ xinh, trực tiếp nhét vào miệng hắn. Cả miếng bánh ngọt bị nhét trực tiếp vào miệng Tề Đẳng Nhàn đến nỗi cả hai má hắn phồng lên, Lý Vân Uyển còn lấy ngón tay dính kem bơ bôi lên môi hắn. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Kiều Thu Mộng không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ, có một loại cảm giác chua xót. Sao mình lại có thể ghen vì anh ta chứ? Kiều Thu Mộng cắn chặt răng, nói. Đúng lúc này, Hoàng Văn Lãng xuất hiện, mọi người đều nhao nhao đi lên tha thiết chào hỏi ông. Hoàng Văn Lãng cười ha ha một tiếng. Nói cảm tạ các vị cổ vũ, đêm nay, là tôi chuẩn bị cho con gái. Bây giờ, cho mời công chúa của tôi lên sân khấu. Nhân viên công tác ở hiện trường cũng rất biết việc, xoay đèn sân khấu hướng đến trước một cánh cửa. Cửa khoang mở ra, bên trong có một bóng người yểu điệu cao gầy xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, dưới chân là giày cao gót thủy tinh, trên người là một bộ lễ phục dạ hội lụa mỏng màu hồng phấn, bộ ngực sữa khép hờ, rất gợi cảm. Đây là Hoàng Tình Ca. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy một màn này, không khỏi hung hăng trừng mắt. Tóc Hoàng Tình Ca đã cắt ngắn, lúc trước gặp cô ấy, mái tóc rối bời, thậm chí ố vàng, rõ ràng bị suy dinh dưỡng, bây giờ sau khi cắt đứt lại lộ ra cảm giác rất có tinh thần. Khí chất, dung mạo của cô ấy dường như đều đổi mới, cả người lộ ra khí chất ưu nhã đoan trang, thật làm cho người ta có loại cảm giác cô ấy chính là công chúa, không hổ là tiểu thư khuê các nhà thị trường. Cô Hoàng, chúc mừng sinh nhật. Sau khi Hoàng Tình Ca xuất hiện, các vị khách đã sớm có chuẩn bị, lập tức đưa lễ vật của mình lên. Giá trị của những món quà này đều không quá đắt đỏ, nhưng thắng ở chỗ thưa thớt mới lạ, dù sao cũng là tặng quà cho con gái thị trường, ít nhiều phải chú ý ảnh hưởng. Lý Vân Uyển và Kiều Thu Mộng cũng đưa lên món quà của mình, xem như là lộ diện nho nhỏ. Tề Đại Sư, lễ vật của anh đâu? Hoàng Kỳ Bân đi tới bên cạnh Tề Đẳng Nhàn. Cợt nhả hỏi. Tôi không chuẩn bị, Tề Đẳng Nhàn rất thẳng thắn nói. Hoàng Kỳ Bân nói, tôi đùa giỡn với anh thôi,
tôi biết rõ Tề đại sư là kiểu người tùy tính tiêu sái. Có điều chuyện hắn không tặng quà làm cho một ít người nhìn thấy đều thầm khinh thường chê bai. Anh ta ăn mặc như vậy đến tham gia tiệc sinh nhật của người ta còn chưa tính, hơn nữa cả quà tặng hắn cũng không chuẩn bị, thật không biết làm người. Rõ ràng là nghèo kiết xác, không mua được một món quà đàng hoàng. Tôi thấy cũng đúng, thật không biết Hoàng tiểu thư mời tên nghèo như vậy đến dự sinh nhật là có ý gì. Đi với người như vậy, tôi cũng cảm thấy hơi mất mặt. Ánh mắt Hoàng Tình Ca đảo qua, ở trong đám người thấy được Tề Đẳng Nhàn ăn mặc bình thường tùy ý nhất, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, định đi lên chào hỏi. Đúng vào lúc này, một thanh niên đẩy một cái bánh ngọt khổng lồ đi ra, kích cỡ của bánh ngọt đại khái lớn bằng bồn tắm, chiều cao thì khoảng 3 mét. Tình Ca, chúc mừng sinh nhật, dáng vẻ người thanh niên này phong độ nhẹ nhàng. Một thân Âu phục hàng hiệu, nói cười cười. Cảm ơn anh, sau khi Hoàng Tình Ca nhìn thấy cái bánh ngọt này, cô ấy cũng chỉ thản nhiên đáp lại một câu. Nhưng mà, tất cả mọi người đều phát ra tiếng kinh hô. Qua, Lý Thiếu tặng bánh ngọt khổng lồ, thật sự là quá lãng mạn. Nếu ai nguyện ý dụng tâm với tôi như vậy, tôi sẽ gả cho anh ấy ngay tại chỗ. Lý Thiếu thật đúng là nhọc lòng vì cô Hoàng, lại cho người chuẩn bị bánh ngọt như vậy. Hơn nữa còn tự mình đẩy ra. Thật hâm mộ cô Hoàng, có người theo đuổi như Lý Thiếu, nếu như tôi có người theo đuổi ưu tú như vậy thì tốt rồi. Sau khi Lý Thiên Lạc nghe được những lời nói đó, trên mặt anh ta không khỏi hiện lên một nụ cười đắc ý, chỉ có điều, thái độ của Hoàng Tình Ca lại khiến trong lòng anh ta hơi thất vọng nho nhỏ. Tình Ca, cô có thể khiêu vũ với tôi được không? Lý Thiên Lạc vươn một tay ra, vô cùng thân sĩ hỏi. Lý Thiếu, hôm nay cơ thể của tôi không thoải mái lắm, vẫn là khỏi đi. Hoàng Tình Ca quyết đoán lắc đầu cự tuyệt. Trong sân, một vài khách nam đã bắt đầu mời một vài khách nữ mà mình đã sớm đánh giá tốt đi khiêu vũ, toàn bộ du thuyền, mở ra âm nhạc uyển chuyển, bầu không khí thoải mái. Tề Đẳng Nhàn nhìn thoáng qua Kiều Thu Mộng, sau đó đi tới hỏi, cô có muốn nhảy một điệu không? Tôi sẽ dạy cô một chút. Kiều Thu Mộng nhẹ nhàng nhíu mày, lắc đầu nói, không cần. Tôi sẽ không nhảy. Đương nhiên cô ta biết nhảy, nhưng cô ta không muốn. Lúc này Lý Vân Uyển đi tới, cười nói, vậy cậu cho tớ mượn ngài Tề là được rồi, tớ muốn khiêu vũ với ngài Tề. Nhưng đúng lúc này Hoàng Tình Ca lại đi tới, nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, nói, Tề tiên sinh, lần trước vội vã tạm biệt, còn chưa kịp cảm ơn anh. Hôm nay là sinh nhật của tôi, rất cảm ơn anh vì đã đến, anh có thể nể mặt mà khiêu vũ với tôi được không? Khi cô ấy vừa nói lời này xong, sắc mặt Kiều Thu Mộng không khỏi thay đổi. Lý Vân Uyển thì có chút buồn bực, Hoàng Tình Ca này không thể đến trễ một chút sao? À, chuyện này, Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một chút, thoáng nhíu mày. Tôi nghĩ, Kiều Tổng hẳn là sẽ không để ý phải không? Hoàng Tình Ca tươi cười nở rộ, hướng về phía Kiều Thu Mộng hỏi. Tề Đẳng Nhàn, nếu cô Hoàng đã mời anh, vậy anh đi khiêu vũ với cô ấy đi. Kiều Thu Mộng chậm rãi nói, lúc nói lời này, chỉ cảm thấy ngực có chút buồn bực, khó chịu lợi hại. Hoàng Tình Ca nhíu mày với Tề Đẳng Nhàn, nói, anh nhận được thánh chỉ rồi đấy, bây giờ anh có thể khiêu vũ với tôi sao? Tề Đẳng Nhàn thấy Kiều Thu Mộng giống như là thật sự không thèm để ý chuyện mình khiêu vũ với người phụ nữ, không khỏi nhún nhún vai, nói, vậy xin mời. Hoàng Tình Ca đặt tay mình lên lòng bàn tay của Tề Đẳng Nhàn. Lý Vân Uyển rất khó chịu, nhưng dù sao đây cũng là sân nhà của người ta, cô ấy không tiện nói cái gì. Kiều Thu Mộng là người phụ nữ có tiếng nói nhất, lại lựa chọn trầm mặc. Đồ chó này muốn chết, Lý Thiên Lạc nhìn một màn này, không khỏi lóe ra vẻ mặt âm ngoan. Ở giữa sàn nhảy, Tề Đẳng Nhàn và Hoàng Tình Ca khiêu vũ linh động theo âm nhạc. Lý Thiên Lạc nhìn một màn này, nắm chặt tay, móng tay đều đâm vào trong da thịt, lại hồn nhiên không biết đau đớn. Tên này là ai? Lý Thiên Lạc quay đầu, hỏi một người. Tề Đẳng Nhàn, người của Tề gia ở đế đô. Cái gì? Lý Thiên Lạc hoảng sợ. Có điều đã sớm bị trục xuất khỏi gia tộc rồi, hơn nữa, trước đó cậu ta còn có hôn ước với nữ chiến thần nước ta Ngọc Tiểu Long. Nhưng hôn ước này đã bị Ngọc Tiểu Long đơn phương xé bỏ, bây giờ hình như cậu ta đang ở rể ở Kiều gia, kết hôn với Tổng Giám đốc Tập đoàn Kiều Thị Kiều Thu Mộng. Lý Thiếu không cần lo lắng. Hiện tại cậu ta không có bối cảnh gì, chẳng qua chỉ là một tên giám ngục nhỏ mà thôi, một cái phế vật mà thôi.
Lý Thiên Lạc nghe xong lời giải thích mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra hắn chẳng qua chỉ là một thiếu gia hào môn bị bỏ rơi mà thôi, mình đúng thật là không cần phải sợ hãi hắn, mình tùy tiện động ngón tay, là có thể nghiền chết hắn. Lý gia chính là một gia tộc lớn ở Trung Hải, hơn nữa, nhà anh ta nhiều đời tập võ, võ quán gia truyền đã mở khắp tỉnh Đông Hải. Lý gia quyền, còn được ca ngợi là viên ngọc của dân tộc của toàn bộ tỉnh Đông Hải. Thấy con gái mình bỏ qua Lý Thiên Lạc mà đi mời một người đã có vợ cùng khiêu vũ, Hoàng Văn Lãng không khỏi khẽ lắc đầu, nhưng mà ông cũng không nói gì thêm. Chuyện những năm gần đây khiến ông suy nghĩ rất nhiều, chỉ cần con gái vui vẻ là tốt rồi. Nắm tay ngọc mảnh khảnh nắm lấy Hoàng Tình Ca, chậm rãi đung đưa trên sàn nhảy, điều này khiến không ít người ghen tị. Cậu ta có tài đức gì mà lại có thể để cô Hoàng mời cậu ta khiêu vũ? Cậu xem cả người cậu ta nghèo kiết xác, cậu ta xứng với cô Hoàng sao? Ở đây chỉ có Lý Thiếu mới có tư cách này. Loại phế vật này cũng xứng khiêu vũ với cô Hoàng sao? Phi, mặc dù Tề Đảng Nhàn thắng Diệp Kế Hùng, nhưng tất cả mọi người vẫn rất khinh thường hắn, thấy hắn có thể khiêu vũ với Hoàng Tình Ca, tất cả mọi người đều vô cùng khinh thường. Hoàng Tình Ca nhìn Tề Đảng Nhàn, nghiêm túc nói, thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh, tôi đã không có cách nào đi ra từ quá khứ mờ mịt đó. Có lẽ, cả đời cũng kết thúc như vậy. Không cần khách khí, tôi chỉ tiện tay mà thôi. Tề Đảng Nhàn cười cười. Nếu Bàng Tú Vân nghe được những lời này, bà khẳng định sẽ cười nhạt, cảm thấy hắn đang tự phụ. Nhưng Hoàng Tình Ca lại không cho rằng như vậy, mỉm cười, nói, anh cho tôi cuộc đời mới, tôi nên cảm tạ anh thế nào đây? Tề Đảng Nhàn như có điều suy nghĩ nói, sống tốt, yêu cuộc sống. Khúc nhạc kết thúc, Hoàng Tình Ca buông tay Tề Đảng Nhàn ra, nói, cho tôi phương thức liên lạc của anh. Tề Đảng Nhàn đưa điện thoại cho cô ấy trực tiếp thêm số điện thoại của mình vào điện thoại của Tề Đảng Nhàn. Kiều Thu Mộng đứng từ xa nhìn thấy một màn này, trong lòng càng cảm thấy phiền não, Tề Đảng Nhàn được Hoàng Tình Ca mời đi khiêu vũ còn chưa tính, hiện tại, hai người thế mà còn trao đổi phương thức liên lạc. Lý Vân Uyển nhìn thấy cảnh này cũng là không khỏi khẽ nghiến răng, ngài Tề là của bà đây, ai cũng không được cướp. Ngài Tề, anh cũng quá không phúc hậu, rõ ràng là tôi mời anh khiêu vũ với tôi trước. Sau khi Tề Đảng Nhàn quay về, Lý Vân Uyển lập tức oán giận. Sau khi nói xong lời này, cũng không đợi Tề Đảng Nhàn nói cái gì, Lý Vân Uyển trực tiếp kéo hắn tới sàn nhảy. Lý Thiên Lạc vốn muốn tới cảnh cáo hắn một chút. Nhưng trong nháy mắt liền nhìn thấy hắn bị một người phụ nữ khác kéo đi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó là tức giận. Thật không ngờ tên phế vật này còn rất có duyên với phụ nữ. Lý Thiên Lạc hừ lạnh một tiếng, càng thêm bất mãn. Kiều Thu Mộng ngẩn người, không nghĩ tới Lý Vân Uyển kéo Tề Đảng Nhàn tiếp tục khiêu vũ, cô ta không khỏi thầm cắn răng. Nếu như đợi lát nữa anh ta mời mình lần nữa, mình sẽ cho anh ta chút mặt mũi, nhảy cùng anh ta một điệu. Trong lòng Kiều Thu Mộng thầm nghĩ, mình không ghen, mình chỉ thuần túy thương hại anh ta mà thôi. Dù sao, trên danh nghĩa cũng là vợ chồng, luôn cự tuyệt anh ta, sẽ khiến anh ta rất mất mặt. Cả người Lý Vân Uyển gần như dán lên ngực Tề Đảng Nhàn, bộ ngực cao vút mềm mại cách một lớp lễ phục dán lên ngực hắn. Sau này anh không được khiêu vũ với người phụ nữ khác. Lý Vân Uyển hung ác nói, hung hăng trừng mắt nhìn Tề Đảng Nhàn. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Tề Đảng Nhàn vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Lý Vân Uyển giận dữ nói, anh có nghe không? Cô dựa vào cái gì? Tề Đảng Nhàn hỏi ngược lại. Dù sao tôi nói không cho phép chính là không cho phép. Lý Vân Uyển khó chịu nói, bàn tay nhỏ bé bỗng nhiên thu lại, thò xuống, hung hăng nắm lấy đúng quần của Tề Đảng Nhàn. Động tác này rất mờ ám, hai người lại áp sát vào nhau, căn bản không có ai nhìn thấy cảnh này. Tề Đảng Nhàn vừa định nổi giận. Lý Vân Uyển liền buông tay ra, sau đó nũng nịu nói, nhìn anh ôm người phụ nữ khác, tôi sẽ ghen. Hoàng Tình Ca quay đầu nhìn thoáng qua Tề Đảng Nhàn đang khiêu vũ với Lý Vân Uyển, vẻ mặt không gợn sóng, người đàn ông này ưu tú như vậy, hấp dẫn phụ nữ là chuyện bình thường. Vẻ mặt cô ấy không thay đổi xuất phát từ sự tự tin về tố chất của bản thân và bối cảnh gia đình mình. Thằng nhóc Tề Đảng Nhàn lớn lên trong ngục giam làm sao thấy qua thủ đoạn này của phụ nữ. Hắn hít vào một hơi khí lạnh, nhìn vẻ mặt thẹn thùng cùng bất mãn của Lý Vân Uyển, một bụng lửa nóng, hết lần này tới lần khác lại không xuất ra được. Được rồi, chỉ trách mình chưa từng thấy qua việc đời. Tề Đảng Nhàn trong lòng mắng một câu,
đối với cái bóp vừa rồi, hắn nhịn. Nhưng Tề Đẳng Nhàn cũng không phải tên ăn chay, bàn tay to ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, đột nhiên mò xuống, sau đó tìm được nơi đàn hồi nhất, hung hăng bóp một cái. Ai nha, Lý Vân Uyển chỉ cảm thấy cả người phảng phất như bị điện giật, cả người không tự chủ được ngã sấp vào trong ngực hắn. Ôm được Ôn Hương Nguyễn Ngọc vào trong lòng, mũi hắn đều quanh quẩn mùi hương tiêu hồn thực cốt của Sanen số 5 khiến hắn suýt nữa thì nhịn không được, để Lý Vân Uyển đứng vững rồi vội buông cô ấy ra, lui về phía sau một bước. Nước hoa này vừa to vừa trắng, trong đầu Tề Đẳng Nhàn nhịn không được nghĩ lung tung. Lý Vân Uyển sắc mặt ửng đỏ, cười nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, nói, ngài Tề anh còn rất thẹn thùng nha, có phải anh chưa từng chạm qua phụ nữ chứ? Tề Đẳng Nhàn chống nạnh nói hưu nói vượt, ông đây là người đi trong bụi vạn hoa nhưng không dính lá vào người. Nhà tù các anh là nam nữ hỗn hợp sao? Vẻ mặt Lý Vân Uyển khinh bỉ nhìn Tề Đẳng Nhàn, khinh thường hỏi. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn lúng túng, ho khan hai tiếng, nói, vậy cũng không có. Tôi từng là con cháu nhà giàu, trêu hoa ghẹo nguyệt không phải là chuyện bình thường sao? Lý Vân Uyển vẻ mặt không tin, đánh giá hắn một lúc lâu. Sau đó cười nói, anh còn rất đáng yêu. Đúng lúc này, Lý Thiên Lạc đi về phía Tề Đẳng Nhàn. Lý Thiếu, Lý Vân Uyển sau khi nhìn thấy Lý Thiên Lạc, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc, khách khí chào hỏi. Ừ, Lý Thiên Lạc chỉ dùng mũi đáp một tiếng, không mặn không nhạt, sau đó đứng ở trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Một người mặc Âu phục hàng hiệu, ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, một người mặc quần áo giản dị, không phù hợp với không khí ở đây. Đặc biệt là quẻ. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, nói, anh có việc gì sao? Lý Thiên Lạc mở miệng nói, sau này cậu cách cô Hoàng xa một chút, đừng để tôi nhìn thấy cô ấy ở cùng cậu, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Tay nào của cậu dám đụng vào cô ấy, tôi sẽ chém tay đó. Cho dù liếc mắt một cái cũng không được. Nếu không, tôi sẽ đào tròng mắt của cậu ra. Nghe hiểu chưa? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.